Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện đạo mộ chi tế phẩm. chương 71, sắc mặt của La Khuynh trở nên cực kỳ khó coi, bất cứ ai vào lúc tin chắc rằng sự đã thành, bị kẻ khác quay lại cho ngay một cú cũng không lấy gì làm sung sứa y gờ dễ chịu, huống hồ đối với La Khuynh mà nói chuyện này cực kỳ trọng yếu. Đợi thêm ngàn năm nữa, cũng chưa chắc còn có cơ hội như vậy. Người ngăn cản ta, không chết thì cũng bị thương, cần gì vì một kẻ xa lạ mà hy sinh lớn đến thế. Nếu như ngươi tránh ra, đợi mọi việc ở đây xong xuôi, ta có thể mang ngươi đi lấy vật bồi táng quý giá nhất ở nhĩ phòng. Hoặc ngươi muốn cái gì, bản thân ra điều kiện, cho dù là ta, cũng có thể. La Huynh tận lực để cho thanh âm của mình nghe mềm mại ôn hòa, hơn nữa còn đúng lúc lộ ra nụ cười kiều mị. Nhiều năm qua, à biết bản tính tham lam của con người có thể đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, La Huy hiểu rất rõ mình trong mắt nam nhân phong tình ra sao. Dĩ nhiên, nếu như bây giờ người chắn trước mặt ả à là Đỗ Cương, căn bản không cần phải làm như vậy, ả à sớm đã dùng roi quấn lên cái cổ yếu ớt kia để hắn vĩnh viễn không đến làm phiền ả à nữa. Nhưng thanh niên cười hì hì trước mặt này, là người duy nhất sau Phong Hàn ả à không thấy rõ thực lực. Mặc dù chưa bằng Phong Hàn khiến người ta phải e rè từ tận đáy lòng, nhưng sự uy hát yêu ta ép toát ra trên người thanh niên thần bí này cũng làm cho kẻ khác không thể lơ là. Liên tiểu ca cười đến biếng nhác vô tội mở to mắt, tao nhã lễ độ nhưng tràn đầy nghi hoặc hỏi, ưm, người đẹp, minh khí tiểu gia thích tự mình kiếm. Về phần cái khác, ta muốn thứ đó để làm gì? Kim lão đại vốn đang hưng phấn trên mặt thoáng chốc hết xanh rồi lại trắng, nếu như nói ban đầu hành động xông ra của liên tiểu ca khiến hắn hít một hơi lạnh, vị tiểu gia này sao lại đi chọc vào một nữ nhân kinh khủng như thế thì khi hắn nghe la huynh ra điều kiện đã trở nên vạn phần kích động thậm chí còn muốn thay mặt đáp ứng trên thực tế hắn chỉ chậm hơn so với liên tiểu ca một giây đồng hồ sắc mặt của la huynh so với kim lão đại càng khó coi à hung tận nhìn chằm chằm liên tiểu ca cười đến vô cùng rực rỡ ánh mắt giống như độc đao đã quá tôi luyện nữ nhân xinh đẹp luôn sĩ diện và kiêu ngạo vô luận ở thời đại nào cũng giống nhau không nói thêm câu gì nữa la khuynh dứt khoát xuất thủ roi trong tay trái còn bị liên tiểu ca nắm lấy tay phải la khuynh vung lên một cây roi khác mang theo tiếng gió rồn dập quất về phía liên tiểu ca trong mắt liên tiểu ca có thêm vài tia hưng phấn vì không rằng được cây roi hắn buông lỏng tay lui về phía sau nhanh như chớp tiếp đó vươn tay ra sau lưng nháy mắt mỗi tay đều cầm một ống sắt dài nhỏ màu đen nhánh bộ dáng thanh mảnh nhưng dễ dàng ngăn cản cây roi của La Khuynh. Những người khác trong phòng luyện đan ban nãy còn không dám động, nhưng hiện tại lại không thể không né tránh. Trong số bọn họ, Liên Tiểu Ca là thoải mái nhất, Mã Văn Thanh dần dần cũng có thể chế trụ cái bánh tông mới ra lò kia, chỉ có Trần Ngọc, mặc dù không còn nguy hiểm, lại vẫn khiến quả tim người ta treo trên cổ họng. Báo con trong ba lô đeo phía sau lưng cậu mặt đã quay a à quay, cuối cùng ngoẹo đầu, làm bộ mình sắp mất đến nơi rồi. Đang khi Kim lão đại suy nghĩ xử lý chuyện này như thế nào, trên tường chỗ bàn đá bên kia chợt truyền đến tiếng động khổng lồ, tiếp đó rất nhiều đá vụn rơi xuống. Trong lòng mọi người đều phát lạnh, cư nhiên quên mất nơi ấy còn có một con quái vật đang muốn thoát ra ngoài. Mà cho dù có nhớ ra, cũng tuyệt đối không có biện pháp đối phó dưới tình huống mấy người đánh nhau loạn thành một đoàn như vậy. Trừ đám Trần Ngọc, những người khác đều nhìn về phía tường đá. Trước bàn đá đã có một người đang đứng mặc y phục đỏ thấm khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc nhưng ngay cả mấy nữ đội viên sau khi liếc mắt nhìn cũng không dám quan sát thêm nữa lập tức quay đầu người đàn ông này cặp mắt ô tối sâu không thấy đáy âm hàn rét lạnh phảng phất có thứ gì đó xấu xa không biết tên đang ẩn giấu trong cơ thể của hắn lẳng lặng quan sát bên ngoài hơn nữa sát khí xung quanh hắn so với phong hàn còn nặng hơn giống như không trung đều mang theo mùi máu tươi người này đứng ở nơi đó như một món binh khí tùy thời có thể lấy đi tính mạng kẻ khác. Tần nhị thế, có người kinh ngạc thấp giọng hô, la khuynh đầu tiên toàn thân cứng ngắc, sau đó lập tức chú ý tới tần nhị thế im lặng không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn về phía Trần Ngọc, kế hoạch của ả à đã thành công. Trên mặt la khuynh lộ ra nụ cười đắc ý mà sung sướng y gờ, ả à dán mắt vào liên tiểu ca trước mặt, áp độc hài lòng lên tiếng các ngươi đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Chỉ cần nhị thế ra ngoài, người tới đảo này toàn bộ đều phải chết. Biết không, tất cả chứng đều do tần nhị thế phát tán, hắn nhất định rất cao hứng, vật chứa lần này có nhiều đến vậy. Tất cả bọn họ đều sợ đến ngây người, không ít kẻ bắt đầu hối tiếc khi nãy không giúp đỡ Trần Ngọc, trước khi tần nhị thế ra ngoài, phá hủy pho tượng. Mã Văn Thanh trong lòng lo lắng, ngay cả liên tiểu ca trên mặt cũng không còn nụ cười như vừa rồi, xuống tay càng lúc càng nhanh. Thể lực của Trần Ngọc không bằng hai người kia, đã có chút thở dốc, mặc dù động tác trên tay không dám chậm lại, nhưng khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Dư quang nơi khóe mắt quét tới bóng người màu đỏ, Trần Ngọc cắn răng, đối với xúc tu trước mặt coi như không thấy, chủy thủ trong tay phải nhanh nhẹn đâm về phía trái tim bánh tông. Tổn thương nặng như vậy tựa hồ đối với bánh tông cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng xúc tu của nó giống như chạm phải kim châm từ chỗ sát với cổ Trần Ngọc vội rụt trở về. Trần Ngọc làm như không thấy những người khác, chỉ lo dùng sức đem trùy thủ chém xuống lực vô cùng lớn khiến bánh tông ngã lăn ra đất trần ngọc mượn cơ hội đem trùy thủ ở tay trái vẽ một đường đầu bánh tông bị cắt đứt thân thể bánh tông run rẩy cuối cùng cũng bất động trần ngọc không đứng dậy ngay lập tức cậu cần lấy lại thể lực mặc dù cậu biết không có hy vọng chạy thoát khỏi tần nhị thế nhưng không thử một lần sao có thể cam tâm ánh mắt trần ngọc đào qua tần nhị thế cả người đỏ rực đối diện đem trùy thủ bên tay phải từ trên người bánh tông rút trở lại tần nhị thế từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào trần ngọc không che giấu chút nào lộ ra bản quyền vỏ y gờ nóng bỏng nhưng trần ngọc cảm giác được ánh mắt của tần nhị thế càng giống với ánh mắt khi nhìn thấy thức ăn ngon miệng loại cảm giác này khiến trần ngọc cố gắng ra lệnh cho mình tỉnh táo lại toàn thân sợ hãi trong nháy mắt khi trần ngọc đứng dậy tần nhị thế nâng tay trái lên trong tay áo rộng rãi màu đỏ một cánh tay trắng bệch xuất hiện đỗ cương chợt la lớn cẩn thận cùng lúc đó trong tay áo kia chợt tuôn ra mấy cái xúc tu đu bạch tuộc thô hắc hướng về phía trần ngọc nhanh đến bất khả tư nghị tay trần ngọc cũng không chậm nhưng khi chủy thủ chém xuống sắc mặt trần ngọc chợt trở nên tái nhợt xúc tu này bất đồng với bánh tông ban nãy cứng rắn như đá chủy thủ hoàng kim cũng không để cho cậu phải thất vọng khó khăn lưu lại mấy vết thương nhưng những vết thương đó lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại với tốc độ kinh ngạc trong tiếng kinh hô của mọi người trần ngọc bị cuốn lấy lôi về trước cùng tần nhị thế đối mặt cậu cảm thấy eo mình như muốn đứt hơn nữa nhìn nam nhân ở khoảng cách gần như vậy thực sự là cực kỳ kinh khủng trong đôi mắt màu đen càng ngày càng xuất hiện nhiều tia máu khuôn mặt cứng ngắc của tần nhị thế trợt giãn ra giống như muốn mỉm cười trần ngọc hít một hơi thật sâu dùng sức đem trùy thủ trong tay đâm về phía gần cổ của tần nhị thế khiến người ta tuyệt vọng chính là một cái xúc tu khác dễ dàng cuốn lấy ngăn chặn tay cậu. Tần nhị thế khóe miệng, nhấc Trần Ngọc lên tới độ cao thích hợp, đưa tay phải ra, rõ ràng là hướng về phía trái tim của Trần Ngọc. Mã Văn Thanh nổi giận, giống như liều mạng, đỡ Upsilon.ng ngã bánh tông ở đối diện, sau đó lấy đao chặt đứt đầu nó. Liêu tiểu ca sắc mặt âm trầm, hạ thủ cũng càng ngày càng tần nhẫn, để cho La Khuynh tạm thời không thể ký thần kinh của mọi người thêm nữa nhưng cả hai người khi trông thấy Trần Ngọc nhấc tay lên, trong lòng đều phát lạnh, khoảng cách xa như vậy, cho dù là ai, cũng không kịp cứu lấy Trần Ngọc. chương 72, động tĩnh trong thạch thất ở bên cạnh càng lúc càng lớn, Phong Hàn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, người không còn thời gian nữa, người sẽ vì lựa chọn năm đó cùng những việc ngươi đã làm mà phải trả giá thật lớn. Nếu như người không hợp tác, ta sẽ tự mình tìm thứ ta muốn, như vậy ngươi sẽ thống khổ hơn. Người áo đen Tuấn Mỹ đến bất khả tư nghị phía đối diện chỉ lặng lặng quan sát Phong Hàn, trong mắt thoáng qua cảm xúc nóng bỏng nào đó, đối mặt với sát khí mãnh liệt như có thực thể của Phong Hàn, biểu hiện của hắn cũng không mang theo quá nhiều sợ hãi, trên mặt xuất hiện nụ cười như có như không, trả giá ư? Muốn cái gì chung quy đều phải trả giá thật lớn, nếu như cái giá phải trả là chịu đựng thống khổ để lấy được thứ ta muốn, ta sẽ hưởng thụ nỗi thống khổ đó. Nếu như năm ấy ta không lựa chọn, thì hiện tại đã không thể đứng ở đây, đứng trước mặt ngươi. Phong Hàn, ta có năng lực này, cũng sẽ lấy được thứ ta muốn. Phong Hàn sắc mặt vẫn lạnh đến đáng sợ, hắn nhìn người áo đen một lúc, đặt ba lô sau lưng xuống đất, bên trong phân nửa là những thứ hắn căn bản không cần nhưng Trần Ngọc cực kỳ coi trọng. Hắn đã quyết định không cùng người áo đen nói nhảm, trực tiếp động thủ. Trước lúc đó, Phong Hàn đột nhiên hỏi, chìa khóa của Thanh Long Hoàn ở đâu? vẻ mặt của người áo đen rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa cuối cùng không nhịn được cười lớn mang theo ý vị diễu cợt nồng đậm sao vậy người cư nhiên quan tâm đến sống chết của một tế phẩm đây quả thực là chuyện cười thú vị nhất mà ta được nghe thế nào phong hàn có tình cảm à hay là nói người lừa mình dối người thành quen luôn rồi trên mặt phong hàn không có bất cứ ba động gì mím môi thật chặt sau khi đợi một lát phát hiện người áo đen cũng không định trả lời câu hỏi của hắn bóng người chợt lóe đã ra tay người áo đen ngẩn ngơ rốt cuộc nhận ra phong hàn có phần sao động khó hiểu mà nôn nóng cùng lúc đó cách vách lại phát ra trận trận âm thanh hỗn loạn người áo đen khác thường nhìn chằm chằm phong hàn khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm ánh mắt mông lung trong đầu hiện lên cảnh tượng người trước mắt vô tình hơn thế nhưng y không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa nếu như không dốc toàn lực y căn bản không ứng phó nổi với phong hàn Phong hàn lau đi tia máu bên khóe miệng, không thể không nói. người áo đen là người mạnh nhất hắn gặp phải, mặc dù loại cường đại bía y thái này là do chính hắn tạo thành. người áo đen ngã xuống đất ngất lịm trên khuôn mặt tinh xào tái nhợt đến đáng sợ, trên người y có thứ mà phong hàn khẩn cấp muốn tìm về. đúng lúc phong hàn chuẩn bị tìm kiếm, cách vách lại truyền đến tiếng thạch bích sụp đổ. phong hàn chợt dâng lên dự cảm bất tường, có gì đó kêu gọi hắn trở về. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía thạch bích bên kia đặt tay lên thạch bích phát ra động tĩnh rất dễ dàng phá vỡ một tầng vách đá thật mỏng này ra bên trong là khoảng không gian chật hẹp hình tròn đầu bên kia chính là phòng luyện đan nơi giám trần ngọc đang ở phong hàn không nhịn được muốn nhanh chóng đi xuyên qua hắn nôn nóng muốn được trông thấy tế phẩm xui xẻo luôn núp phía sau mình tựa như những gì người áo đen đã nói chính hắn cũng không hiểu tại sao sẽ có loại tình cảm này giống như năm ấy không cơ hồ so với năm ấy còn cường liệt hơn nhiều lắm, căn bản không giống với hắn. Có lẽ sống chung với một người quá lâu, bị ảnh hưởng là tất nhiên, Phong Hàn tự an ủi bản thân, hơn nữa, cảm giác này hình như cũng không tệ mấy. Mùi vị trong động cực kỳ khó ngửi, tựa hồ có thứ gì đó giữa nát đã lâu. Hắn vừa ra đến cửa động bên kia thì bị một đống màu đỏ chặn lại, vật đó thoạt nhìn có hình dáng con người, trong y phục lại đầy giấy xúc tu ngọ nguồi. Phong Hàn phán định, đây là một con quái vật bạch tuộc nhưng cùng cái đám ngoài kia có chút bất đồng. ưm, uhm, là quái vật bạch tuộc phiên bản thăng cấp. bởi vì bị nó che khuất, phong hàn căn bản không trông thấy tình cảnh bên trong phòng luyện đan. nhưng hắn có thể khẳng định, quái vật này rất nguy hiểm. nói cách khác, những người ở đây đang gặp rắc rối. chống lại loại quái vật này, trần ngọc đại khái không chống đỡ được quá một phút. phong hàn cúi đầu liếc nhìn tay phải còn đang dớm máu, không chút do so dự vươn về thứ trước mặt mang theo sát ý nồng đậm. Tần Nhị Thế cúi đầu nhìn trần ngọc trong tay, hắn đương nhiên cảm giác được động tĩnh sau lưng, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Mấy xúc tu sau lưng đã giương lên, đối phó với một con chuột lén lút như vậy là đủ rồi. Hắn biết mình sẽ không bị thương, hơn thế, đợi hắn ăn xong liều thuốc cuối cùng này, sẽ vĩnh viễn không bị thương nữa. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Bàn tay có móng vuốt sắc nhọn của Tần Nhị Thế giơ lên, nhắm ngay vị trí trái tim của Trần Ngọc, nhanh chóng đâm xuống. Mã Văn Thanh và Liên Tiểu Ca đồng thời biến sắc, những người khác đa số đều quay mặt đi chỗ khác, không ai muốn nhìn cảnh Trần Ngọc chết thảm. Phốc, Trần Ngọc hai mắt nhắm nghiền, sau khi sợ hãi ban đầu qua đi, phát hiện mình cư nhiên vẫn bình tĩnh. Đây thực sự là một biểu hiện đáng giá, đang cười khổ tự tán dương bản thân Trần Ngọc đột một cảm giác được cả người và mặt bị thứ gì đó dinh dính nhớp nháp văng tung tóe lên hình như không thấy đau, cậu cẩn thận hé mắt nhìn, liền trông thấy một bàn tay đang siết chặt cái gì đó ở phía trên cách mặt mình vài cm, thứ bị siết đen thấm, vẫn còn nhỏ máu, mà cái tay kia trên ngón tay thon dài đeo mấy chiếc nhẫn màu bạc. Trần Ngọc không dám tin ngước mắt lên nhìn, trên khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của Tần Nhị thế có sự nghi hoặc và cây esiota ép sợ giống với cậu, ánh mắt mang theo thống khổ so với khi nãy giống loài người hơn một chút, đối với khát vọng nồng đậm huyết nhục phai nhạt dần. Người tới là Phong Hàn, Trần Ngọc kéo kéo khóe miệng cười rộ lên, sống sót sau nguy hiểm khiến cậu phát run, đan sen giữa sợ sệt và mừng như điên. Tay Phong Hàn từ trước ngực tần nhị thế dục trở về, sau đó từ sau lưng hắn đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Hàn, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái như bắt gặp anh hùng. Phong Hàn từ từ đi tới mới phát hiện người áo đỏ này trong tay đang nắm lấy Trần Ngọc. Phong Hàn kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt khi trông thấy xúc tu trong tay áo người áo đỏ đang cuốn lấy tay Trần Ngọc, bàn tay đeo nhẫn khẽ dùng sức, trái tim màu đen kia lập tức biến thành một đống thịt vụn rơi xuống đất. Trần Ngọc cảm thấy lực độ trên tay chợt nhẹ, tức khắc lật người xuống. Bây giờ cậu mới thấy sợ, sự sợ hãi này nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, tim đập như nổi trống, thậm chí còn sụi lơ quơ quơ, sau đó được phong hàn đỡ dậy. Kháo, loại người vô tổ chức vô kỷ luật tự ý bỏ đi như người có lúc sẽ hại chết người khác đó. Trần Ngọc cảm thấy suy nghĩ của mình tự hồ tạm thời không chịu sự khống chế của bản thân, bởi vì cậu cư nhiên lên tiếng oán trách Phong Hàn. Người chẳng phải vẫn ổn sao? Phong Hàn rõ ràng thờ phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt đáp. Ta nghĩ nếu như ta có việc gì, ở đây thảo luận cái này sẽ không còn kịp nữa. Được rồi, đây là ai? Phong Hàn nhân nhượng lên tiếng, sau đó nhân lúc Trần Ngọc lau vết máu trên mặt lập tức chuyển đề tài. Là mộ chủ tần nhị thế, sau khi sùng bái qua đi, mọi người biểu tình di ông di ông, vị này tới cũng thật đúng lúc a. À. La Khuynh ngơ ngác quên cả né tránh, ống sắt thanh mảnh của liên tiểu ca đâm vào ngực La Khuynh. La Khuynh cúi đầu liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía Trần Ngọc, sau đó cười lớn, hắc, ha ha, hắn cư nhiên sẽ chết. Nụ cười trên mặt nhẹ nhõm mà lại thỏa mãn. Nói tới đây, La Khuynh chợt ho ra một búng máu, à lấy lại tinh thần nhìn sao 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 gờ ngực của mình, khẽ thở dài, trái tim không phải nhược điểm của ta, là ngực, không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ lại khiến ta bị trọng thương. Ta có thể không còn sống được bao lâu nữa rồi, nhưng đối với ta hoặc tất cả những thứ có thể động trong địa cung này mà nói, chết mới là sự giải thoát. Thanh âm của cô ta dần dần thấp xuống, ta đại khái kiên trì không được lâu, sẽ đi gặp vương ở chỗ của hắn ta sẽ sống lại. Nếu vậy, coi như tả lễ vì đã gờ yêu ta ít kẻ nọ, ta có thể nói cho các người biết, các người có thể thoát ra ngoài bằng nghênh tiên kiều, trở thành những người duy nhất sau nhiều năm qua thoát khỏi đảo. Nghênh tiên kiều, ở đâu, liên tiểu ca hỏi, La Khuynh cũng không nói gì thêm, y phục trên người cô ả à cùng khuôn mặt đang nhanh chóng phân giã, lộ ra một bộ dáng khác bây giờ mới có thể nhận thấy bề ngoài của cô ả à chẳng qua là từ một tầng màng dinh dính biến hóa ra bên trong mới là bộ dáng chân chính của cô ta tóc dài màu đen cơ hồ đến gót chân trên người mặc trường sam bằng gấm kim sắc cao quý hoa lệ trên đầu đội kim sắc tam phượng quan tuyệt đại khuynh thành cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng đây mới là tế tự dị tộc ngàn năm trước nhị thế trước khi chết trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia thanh minh hắn chăm chú nhìn bên này cuối cùng chậm rãi há mồm nói, nữ tế ti. Trong khoảnh khắc tần nhị thế ngã xuống, La Khuynh đột nhiên rút ống sắt trong ngực ra, chạy vào một cửa đá chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Không có ai đuổi theo, mọi người nhìn biến cố lớn xảy ra, cảm giác vô cùng cần thời gian để thích ứng. Báo con cao hứng nhiệt tình kêu lớn, ánh mắt màu đen chăm chú nhìn phong hàn, giống như một hài tử đang vui mừng kích động. Ngao ngao, Lần đầu thấy yêu quý vị gia trưởng còn lại này, tới thật là kịp thời. Bằng v bằng, cái đầu tròn ùm của nó ở bên ngoài ba lô Trần Ngọc đông đa đông đưa, muốn làm nũng với Trần Ngọc, hồn nhiên không biết bộ dáng kia hiện tại rất tổn hại đến hình tượng loài báo nhất tộc anh tuấn. Mã Văn Thanh cùng Liên Tiểu Ca đi đến, Mã Văn Thanh dùng sức vỗ vào bả vai Trần Ngọc, la hét kháo, tiểu tử ngươi mỗi lần đều vận cứ chó đại nạn không chết. Lần sau lúc liều mạng có thể hay không đừng đeo ba lô. Người có biết tất cả thức ăn cùng pin dự phòng đều ở trong ba lô của ngươi hay không? Hại lão tử không thể không liều mạng cứu ngươi. Liêu tiểu ca trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần, hừ hừ, tai họa di ngàn năm, những lời này có lý. Trần Ngọc đã chấn định lại, thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy trên mặt đầy đầu đều là máu cần lau, đem ba lô cùng báo con kéo xuống, quay lại thấy tay phong hàn cũng nhúm máu, vòng qua bên kia, đưa đồ cho liên tiểu ca cách cậu gần nhất. Phong Hàn không khỏi mang theo ánh mắt xăm soi ngừng đầu quan sát thanh niên tươi cười cả lơ phất phơ này. Trần Ngọc ngoài mặt đối với ai cũng tươi cười thân cận, nhưng tính tình cậu thật ra thì tựa như con mèo. Cậu ta thân cận ngươi thì có thể, ngươi chủ động thân cận cậu ta tuyệt đối không được. Ban nãy sở dĩ mang theo báo con liều mạng, nhất định là bởi vì không yên lòng giao cho người khác, hiện tại cư nhiên chủ động đem báo con và ba lô đưa cho liên tiểu ca. Phong Hàn nghi hoặc nhíu mày, Trần Ngọc rất quen thuộc với Liên Tiểu Ca sao? chương 73, Phong Hàn mặt lạnh quan sát Liên Tiểu Ca trong chốc lát, đối phương vẫn như cũ cười híp mắt, lấy vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn. Báo còn được Liên Tiểu Ca sách theo bị làm cho sợ đến cả người phát run, cố gắng co thân thể vào sâu trong ba lô, có điều không gian bên trong khó mà dung nạp được nó. Kháo, gia trưởng thời nay, cho dù muốn giáo dục con trẻ nhà mình không được nói chuyện với người xa lạ, cũng không cần cực đoan như vậy a à. Phong Hàn mím môi, rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Ngọc đang lau mặt, vô cùng tự nhiên thuận tiện đi tới kéo tay áo của Trần Ngọc qua lau tay. Mẫn cảm nhận ra Phong Hàn tâm tình rất tệ, chẳng lẽ người áo đen vừa rồi đắc tội hắn. Khóe miệng Trần Ngọc giật giật, giận cho đánh mèo không phải hành vi tốt. Về sau nên cố gắng để Phong Hàn hiểu điều này, bây giờ cứ nhịn cái đã. Lau mặt xong, Trần Ngọc lấy lại ba lô, xoay người đi về phía một góc của phòng luyện đan, Phong Hàn do dự rồi cũng đi theo sau Trần Ngọc. Đi đến chỗ đội khảo cổ, Trần Ngọc hỏi giáo sư An, giáo sư, đỗ cương sao rồi? Mới vừa bôi thuốc, tốt hơn nhiều, giáo sư An chỉ chỉ vào trong, ông hiện tại rất thường thức thanh niên phụ tá của giáo sư từ này. Trần Ngọc tách đám người ra, trông thấy đỗ cương không có tinh thần tựa trên thạch bích, trong lòng cảm động dị thường. Mình trước đây còn oán trách đỗ cương quá cổ hủ, giờ xem ra người này cũng không tệ lắm đỗ cương quả thực đã đáp ứng giáo sư tử chiếu cố cậu và mã văn thanh nhưng có thể ở hoàn cảnh trước mắt mà đứng ra thật sự không dễ dàng thấy thân thể đỗ cương cũng không có gì đáng ngại còn có người chăm sóc hắn trần ngọc đặt thuốc trong tay xuống đỗ cương vẫn như cũ duy trì bộ dáng nghiêm nghị lãnh đảm cũng không thấy thân thiện thêm phần nào trần ngọc cũng chẳng nhiều lời đại ân không biết phải cảm tạ sao cho xuể cậu sẽ ghi nhớ trong lòng từ trong đám người bước ra ngoài, Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn vẫn một bộ diện vô biểu tình, trước mở miệng hỏi lấy được thứ của ngươi rồi. Chưa, mới đem người đánh cho mất xỉu, rồi cứ thế tới đây. Phong Hàn lắc đầu, trong mắt của hắn hiếm thấy xuất hiện một tia lo lắng, lôi Trần Ngọc tới cửa động mà hắn đi ra từ đó. Trong phòng luyện đan bởi vì có ba cỗ thi thể của bánh tông ngàn năm, mùi cực kỳ khó ngửi. Mọi người thương lượng một chút, quyết định đi theo Phong Hàn cùng Trần Ngọc đến cửa động kia. Xét thấy ba lô cộng thêm tiểu mập thì quá nặng, Trần Ngọc sửa sang lại, nhét một phần vào trong ba lô của Mã Văn Thanh. Nơi Phong Hàn đi xuyên qua cũng không có trường minh đăng, tối như hũ nút, mọi người đều phải bật đèn pin mắt sói lên soi. Bên trong thế mà rộng rãi hơn không ít so với phòng luyện đan, cho dù là gian chủ mộ của tần nhị thế, cũng không thể sánh với nơi này bất quá nơi này lại kém xa sự xa xỉ của gian chủ mộ, cả căn phòng trống rỗng, trừ đá xanh ra cơ hồ không có gì cả. Nương theo ánh sáng đèn pin, mọi người phát hiện một nửa phòng cư nhiên toàn là nước, giống như một cái hồ nhỏ. Đèn pin chuyển đến mặt nước, mọi người rất nhanh phát hiện có một tòa thạch đài nhô ra sát bên bờ, trên thạch đài là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Dưới cường quang, thậm chí có thể nhận ra bên trong là một nữ nhân tóc dài, mặc cẩm y, tư thái an tường hơn nữa rõ ràng dung mạo và thân thể của nàng không hề có dấu hiệu bị khô quát giống hệt như người còn sống hô hấp của mọi người bị đông cứng ngay sau đó kịp thời phản ứng nơi trống không này tự nhiên lại là một gian mộ thất chỉ có điều tại sao đem quan tài an trí ở trong nước khiến người ta không thể tưởng tượng nổi giáo sư an lên tiếng phân tích gian mộ thất này ở ngay bên cạnh mộ thất của tần nhị thế hiển nhiên thân phận của nàng ta cực kỳ cao quý rất có thể chính là vị hoàng hậu mà La Khuynh đã nhắc đến kia. Mọi người đột nhiên nhớ tới những lời La Khuynh nói, sau khi kế hoạch của Tần Nhị Thế bị đổ vỡ, đối với hoàng hậu có oán hận nhưng không thể làm gì, chẳng lẽ bởi vì quan tài của hoàng hậu ở trong hồ. Khi bọn họ còn đang phòng đoán, Trần Ngọc liếc mắt thấy khoảnh đất trống bên này có ba lô của Phong Hàn, nhưng lại chẳng thấy người áo đen bị đánh ngất xỉu đâu. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn, quả nhiên sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngồi xổm xuống quan sát mặt đất. Trần Ngọc len lén lại gần, phát hiện Phong Hàn đang quan sát một vệt máu trên đá xanh, theo hướng vết máu, nơi biến mất rõ ràng là ở hồ nước chiếm nửa gian phòng. Hai người sửng sốt, đúng lúc ấy thì, nước hồ chợt lóe, một bóng người nhảy lên trên. Biến cố bất thình lình này khiến mấy người đứng gần hồ nước sợ hết hồn, la hét trốn về phía sau. Người nhỏ toàn thân ướt đẫm, tóc bết dính vào khuôn mặt, cư nhiên chính là người áo đen trước đó đem phong hàn dẫn đi. Y vội vã quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó cấp tốc lao về cánh cửa phía bên trái. Bất quá, cho dù bước ra từ trong hồ, cũng không che giấu được mùi máu tươi nồng đậm trên người y. Phong hàn ồ lên một tiếng, quay đầu nói chờ ta trở lại với Trần Ngọc, nhấc chân đuổi theo. Thấy phong hàn lại một lần nữa biến mất ở cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có điều, Bây giờ đám người kim lão đại đã biết sự lợi hại của phong hàn, sớm tính toán tận lực không cùng hắn xảy ra bất kỳ xung đột nào. Bên trong mộ thất an tính một lúc, mọi người liền bắt đầu thảo luận những cuộc chạm chán sau khi tiến vào gian chủ mộ. Ta kháo, tần mộ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Toàn bộ là quái vật, lão đại, bộ dáng kia của tần nhị thế, trường sinh đan có thể thực sự tồn tại, người mặc dù tìm được mấy viên đan dược, nhưng chưa chắc đã là trường sinh đan, chúng ta không bằng hai mắt mập mạp hưng phấn nhìn kim lão đại, hận không thể trở về phòng luyện đan khênh hai cái đại đỉnh mang theo. Kim lão đại tựa tiếu phi tiếu liếc mập mạp, nói, người cũng thấy đấy, tần nhị thế cùng la khuynh hiện tại không phải đều chết rồi sao? Chuyện lừa mình gạt người này, sao có thể tin, ta mang cái này trở về, là bởi vì người kia muốn, ta khước từ không được. Đánh phải tìm chút đan dược mang về chống chế Mập mạp tiếc núi nhìn cửa phòng luyện đan Ngậm miệng mọi người nhất thời nghị luận rối rít mặc dù tần nhị thế cùng la khuynh đã chết nhưng không thể phủ nhận bọn họ quả thật đã sống rất lâu chẳng lẽ cổ đại thật có thể luyện ra đan dược trường sinh ngay cả trong đội khảo cổ cũng có người bắt đầu hoài nghi lịch sử mà bọn họ biết rõ có phải bị bỏ sót hay không giáo sư an lắc đầu sắc mặt nghiêm túc tình huống của nơi này rất khó nói dù sao trước nay vốn không có tiền lệ như vậy nhưng căn cứ vào lời nói của la khuynh cùng đặc thù của tần nhị thế ta suy đoán tần thủy hoàng phát hiện việc đảo dân kéo dài sinh mệnh là có thể nghe được những lời phân tích này của giáo sư an không ít người sáp lại gần mà những người sống lâu kia đều đem tay phải hiến tế nói cách khác bởi vì bọn họ cấy ghép xúc tu của bạch tuộc nên mới đạt được trường sinh rất có thể là do vương trong miệng bọn họ cũng chính là quái vật đầu người thân bạch tuộc trên bích họa trong tế bào chứa chất gì đó có thể kéo dài tuổi thọ của con người cho nên người được cấy ghép xúc tu sống tương đối lâu giáo sư tần thùy hoàng không tìm được biện pháp để trường sinh nhưng tần nhị thế lại có được hắn có thể lưu lại phương thuốc hay không một đội viên kháo cổ động tâm nếu quả thực có thứ đó mang về nghiên cứu không biết sẽ oanh động lớn đến mức nào giáo sư an cười khổ người cũng nghe rồi đấy e rằng nhưng phương sĩ kia căn bản không hề để lại liều thuốc gì nhị thế ăn đảo dân mới có thể trường sinh, nói cách khác, nếu vương trong miệng đảo dân không xuất hiện, xúc tu trên người họ cũng có thể tạo ra một chút tác dụng. Mà La Khuynh, không phải bị cây trứng vào người sao, đoán chừng thân thể cũng là khi đó trải qua biến dị, cho nên bọn họ có thể sống lâu như vậy. Tất cả mọi người yên lặng, vô luận ra sao, giải thích của giáp sư thoạt nghe là hợp lý nhất. Rất nhiều động vật biển sống lâu hơn so với loài người bây giờ muốn nghiên cứu trừ phi mang một con quái vật bạch tuộc trở về, nhưng chuyện đó là không thể nào. Tính nguy hiểm cực cao, bọn họ trốn còn không kịp. Hơn nữa, loại vật này, căn bản không có biện pháp công bố với dân chúng. Kim lão đại thấy mọi người dần dần bị hấp dẫn bởi lời nói của giáo sư An, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, liền như bừng tỉnh, nhấc chân đạp thuộc hạ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thừa tìm nhĩ thất mà nữ tế ti đã nhắc đến, chẳng phải à đã nói với liên tiểu ca, trong nhĩ thất có vật bồi táng đáng giá nhất sao, nhanh đi kiếm cho lão tử. Tuy báo làm việc cho kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công. Động tĩnh lần này của hắn tự nhiên không thể qua được mắt từ lão gia tử, từ lão gia tử tinh thần khẩn trương cũng phân phó người tìm kiếm ngoài cửa. Cho dù giáo sư An không ngăn cản được, để tận lực bảo vệ những văn vật kia, bèn cũng bảo đội viên xem xét xung quanh mã văn thanh hai mắt phát sáng lập tức nhìn về phía trần ngọc trần ngọc đang chán nản ngồi dưới đất nếu là thường ngày cậu tất nhiên cùng mã văn thanh ăn nhịp với nhau tìm kiếm minh khí nhưng hiện tại đã đi đến tận đây trần lâm vẫn không có tin tức gì khiến cho cậu tâm phiền ý loạn huống hồ phong hàn lại đuổi theo người áo đen kia hắn rất mạnh chắc là sẽ ổn ta ở đây chờ phong hàn trần ngọc nói Mã Văn Thanh cũng rất thức thời không hề thúc giục cậu cùng nhau tìm, vỗ vỗ bả vai cậu, mình thì đi ra ngoài cửa. Qua hai phút, Mã Văn Thanh quay đầu lại gọi Trần Ngọc, chỉ chỉ nhĩ thất bên cạnh, ý bảo mình vào xem thử. Nhĩ thất cách nơi này vô cùng gần, Trần Ngọc hơi dương mắt xem xét một chút, liền ngồi xuống đất. Thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, khiến cho cậu có phần buồn ngủ. Trần Ngọc cảm giác mình chỉ nhắm mắt lại mấy giây, chợt giật nảy một cái, mở mắt ra, lại phát hiện bên trong phòng cư nhiên tối đen. Trần Ngọc cả kinh, sờ soạng sang bên cạnh, đèn pin mắt sói đặt ở gần chân cậu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cậu nhớ ra mình không hề tắt đèn pin. Vội vàng bật chốt mở, trong phòng vẫn tối thui, quả nhiên là đã hết pin. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Trần Ngọc lục lọi ba lô của mình, đầu tiên đỡ Opsilon ng phải một đám lông mềm mại, Trần Ngọc bèn lôi nó ra ôm vào trong ngực mình. Báo con lệ rơi đầy mặt, vị gia trưởng không có trách nhiệm rốt cuộc cũng nhớ ra đứa con nuôi mang từ nhà đi này. Tay vươn vào trong ba lô của Trần Ngọc chợt khựng lại, ban nãy vì giảm bớt sức nặng, cậu đem một phần đồ vật ném cho Mã Văn Thanh, trong đó có pin. Trong ba lô của mình, bởi vì có báo con mãnh liệt chen lấn, biểu hiện cụ thể là thấy nó chết sống không bung miệng túi, cho nên còn dư lại phần lớn là thức ăn. Trên trán Trần Ngọc nổi đầy gân xanh cậu bây giờ rất muốn áp dụng bạo lực gia đình trực giác của báo con vô cùng nhạy bén lập tức thụt lùi vào trong ngực trần ngọc trần ngọc thở dài bên trong mộ thất một mảnh tối đen càng làm cho cậu để ý chính là vừa rồi tỉnh dậy cậu không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác rõ ràng mã văn thanh ở ngay nghĩ thất cách bọn cậu không xa tìm kiếm minh khí tại sao không có một chút động tính trần ngọc do dự gọi mấy tiếng mã văn thanh nhưng không có ai trả lời cho dù Trần Ngọc đã hạ địa nhiều lần, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trong bóng tối càng không thể khống chế suy nghĩ của mình hướng về phía bi quan tuyệt vọng nhất, Trần Ngọc cảm giác trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi sao 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 gờ ngực. Báo con trong lòng cậu giật giật, nóng hầm hập, thế như kỳ dị đã giảm bớt được sự sợ hãi của Trần Ngọc. Cậu khẽ cắn răng, đứng lên, dựa vào trí nhớ, sờ soảng cảnh cửa. Tay chạm đến thạch bích lạnh như băng, không có cửa. Trần Ngọc có chút luống cuống, chẳng lẽ đi nhầm hướng. Cậu tiếp tục tìm kiếm, bởi vì không đeo găng tay, nên càng mẫn cảm. May mắn, trong lúc tay chân hoảng loạn, Trần Ngọc thế nhưng đỡ Upsilon.ng tới một cơ quan. Cậu căn bản không muốn nghĩ đến việc tại sao cánh cửa tự đóng lại được, liền nhấn vào cơ quan. Cửa không tiếng động mở ra, rất khó tin, có thể thấy được cơ quan trên cửa vô cùng tinh xảo. Trần Ngọc vui mừng vừa định bước vào trong, chợt phát hiện, lối đi nhỏ phía ngoài rất lạ, cậu khẳng định chưa từng trông thấy. Bên trái mộ đạo lại có một nhĩ thất, bên trong truyền đến giọng nói. Sư phó, mục đích của ngài chẳng lẽ nguyên bản chính là thần công tập? Một thanh âm hỏi, ân, một từ đơn giản khiến cho Trần Ngọc sừng sốt tại chỗ, đây, đây là thanh âm của Trần Sâm. Hồi tưởng lại, thanh âm đầu tiên chính là của Hàn Hiểu thần tam đồ đệ của Trần Sâm. Không có thời gian để suy nghĩ tại sao Hàn Hiểu Thần lại ở đây, Trần Ngọc kích động vạn phần, cậu hận không thể lập tức xông lên ngó thử xem phụ thân thế nào. Nhưng, cha con họ trước nay quan hệ không được tốt khiến cậu cố gắng đem vui mừng trên mặt thu hẹp lại, chuẩn bị làm bộ như bình tĩnh bước tới. Đúng lúc ấy, cậu nghe được Hàn Hiểu Thần sắc bén lên tiếng, "Tại sao? Tại sao ngài phải cứu y? Y rõ ràng không phải con trai của ngài." Chương 74 hàn hiểu thần mang theo châm chọc nồng đậm nói ngài vì y mà mạo hiểm lớn như vậy đi biển tìm tần mộ kiếm thần công tập y căn bản không phải con trai của ngài những lời này giống như xét đánh giữa trời quang khiến cho trần ngọc ngây người tại chỗ hàn hiểu thần đang nói cái gì trần sâm chỉ có một đứa con trai cho nên người mà bọn họ nhắc đến nhất định là cậu nói cách khác cậu không phải là con trai của trần sâm sau đó Trần Ngọc nghe thấy thanh âm đè nén tức giận của Trần Sâm, tại sao không phải? Xương nó, máu nó đều là ta cho, từ nhỏ đến lớn là ta nuôi nấng nó, nó chính là con trai của Trần Sâm ta. Thanh âm của Hàn Hiểu Thần có chút bén nhọn, hiển nhiên tâm tình hắn vô cùng kích động, y là ai không phải ngài rõ ràng nhất sao? Mẹ ta đã nói, y căn bản không phải con trai ngài, khi mới chào đời, con trai của ngài đã không còn thở nữa là nghi thức của người kia khiến y sống lại trong cơ thể của con trai ngài, tại sao ngài vẫn muốn lừa trên dối dưới? Nếu như đợi đến lúc y hoàn toàn thức tỉnh, sẽ giống như trước đây, hại chết bao nhiêu người. Trần Sâm trầm mặc một hồi, nói ta sẽ không để cho y có cơ hội thức tỉnh, hiện tại đã tìm được thần công tập, y sẽ không chết, cũng sẽ không xuống mộ nữa. Hơn thế, ta hiểu rất rõ, A Ngọc không phải người kia, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Không thể nào, ta đã thấy cai bớt trên lưng y, cùng ấn ký của người kia giống nhau như đúc. Hàn hiểu thần lớn tiếng nhanh chóng phủ định, sau đó có thể là nghĩ đến tâm tình của Trần Sâm, hắn tận lực đè thấp thanh âm, như van nài khuyên lơn, ta biết ngài nuôi y lớn từng này, không có tình cảm là nói dối. Thế nhưng, chẳng lẽ ngài đã quên, người kia tàn nhẫn máu lạnh, nhàm hiểm cỡ nào ư? Trong ám điện năm ấy, bao nhiêu đào sa môn phái cây ếch yêu ta ép sợ uy áp của hắn, làm việc cho hắn cuối cùng chết bao nhiêu người cho dù hiện tại hắn mất tích đã nhiều năm vẫn còn có rất nhiều chuyện ở đây phát triển theo bố trí của hắn nói cách khác hết thảy kế hoạch của hắn đều rất hoàn hảo sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ trở lại trần ngọc sẽ sớm biết được tất cả mọi chuyện mà bây giờ chính là cơ hội y căn bản vẫn chưa biết mình là ai không có bất kỳ năng lực gì ngài hoàn toàn có thể không đợi hàn hiểu thần nói hết nhĩ thất truyền đến tiếng bạt tai chát chúa, sau đó là thanh âm giận dữ của Trần Sâm, người câm mồm. Người tới Trần ra nhiều năm như vậy, ta luôn xem ngươi như con trai mình mà bồi dưỡng, ngươi thế nhưng học cách làm sao để đối phó với Trần Ngọc. Trần Sâm cho Hàn Hiểu Thần một cái tát, bởi vì vô cùng tức giận mà có phần thở dốc. Hàn Hiểu Thần, từ nay về sau, ngươi cách xa A Ngọc một chút. Nếu như nó nhớ lại chuyện trước đây, nó sẽ không còn là con trai ta nữa ta sẽ đích thần ra tay gờ yêu ta hết nó nhưng trước lúc đó ai cũng không thể động đến nó cậu cậu lại vì một kẻ như vậy mà đánh cháu y là ai là người tùy thời có thể biến thành ác ma nhưng cháu là cháu ruột của cậu a à. trong giọng nói của hàn hiểu thần như hàm chứa không thể tin được những lời của hàn hiểu thần như một quả bom nặng hàng tấn chút xuống trần ngọc đã không thể phản ứng trả trách phụ thân đối với Hàn Hiểu Thần đều tốt hơn so với người khác, hắn lại là con trai của cô cô. Ấn tượng của Trần Ngọc với vị cô cô này rất ít ỏi, chỉ nghe lão nhân ở nhà trong lúc vô tình nhắc đến, nghe nói Trần Sâm có một em gái, khi Trần Ngọc còn rất nhỏ đã rời nhà lập gia đình, hơn nữa kể từ khi cô cô rời đi, Trần Sâm không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới nữa. Thì ra Hàn Hiểu Thần lại là con trai của người cô chưa từng gặp mặt. Người hỏi tại sao, bởi vì nó là con ta. Ngươi không phải trần sâm lạnh lùng hồi đáp trần ngọc dùng mình trần sâm hoàn toàn giống như đang nói chuyện với kẻ địch xem ra vị cô cô kia quả nhiên là cấm kỵ của trần sâm trả trách người khác căn bản không dám ở trước mặt ông hé răng nói đến ta không ngờ mẹ ngươi lại nói cho ngươi biết nhiều như vậy bất quá dù sao cũng đã nhắc đến ta có thể nói để ngươi hiểu cho rõ trần sâm tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm Mẹ của ngươi năm đó rời khỏi Trần gia là có nguyên nhân, ta nghĩ nó nhất định không nói cho ngươi biết. Năm đó, nó không để ý người trong nhà phản đối muốn gả cho cha ngươi. Trần gia mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói gì, nhưng một năm sau, bởi vì không quen với cuộc sống bên ngoài, nó mang theo ngươi trở lại Trần gia. Cha và ta mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng rất yêu thương nó, đối xử với nó không khác gì lúc trước, chuyện trong nhà không hề giấu giếm dối gạt gì nó nhưng sau đó nó biết được thân thế của a ngọc bèn cầu xin ta để cho ngươi làm đương gia tương lai của trần gia a à, hàn hiểu thần kêu lên một tiếng đề nghị của mẹ ngươi ta đã suy ngẫm dù sao a ngọc cất giấu một thân phận khác nó không còn thích hợp làm đương gia của trần gia nhưng khi đó thu linh vừa mới sinh xong thần thể không tốt lại cực kỳ cương chiều hài tử ta cho dù có tâm tư khác lúc ấy cũng không để lộ ra ngoài trong thanh âm của Trần Sâm phảng phất mang theo hoài niệm sâu đậm cùng lạnh lẽo. Ta không ngờ mẹ ngươi cho là ta không đồng ý, cư nhiên chuẩn bị tính kế hại chết A Ngọc, A Ngọc khi ấy được Thu Linh đúng lúc tỉnh lại cứu sống. Trần Sâm không nói thêm nữa, nhưng Trần Ngọc nhận thấy được bi thương nồng đậm. Cậu mơ hồ sự cảm được, phía sau, nhất định rất trọng yếu. Thu Linh là tên mẹ cậu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, Thu Linh lại bị mẹ của ngươi hại chết. Trần Sâm cắn răng nghiến lợi nói, trước khi mất, cô ấy mẫn cảm nhận ra thái độ mâu thuẫn của ta với cho A Ngọc, cầu xin ta đáp ứng chiếu cố tốt A Ngọc. Mẹ của ngươi biết tình cảm của ta dành cho Thu Linh, sợ ta nổi giận, cả đêm mang theo ngươi bỏ trốn. Trong đầu Trần Ngọc oanh một tiếng, thân thể chợt nhoáng lên, vô ý thức dựa vào cửa đá bên cạnh, Thu Linh đã chết, năm đó mẹ vì bảo vệ cậu nên đã chết. Vậy người mẹ ôn nhu luôn chăm sóc cậu nhiều năm qua là ai? Trong nhĩ thất, thanh âm của Trần Sâm vẫn đang tiếp tục. "Nhưng mẹ ngươi chưa bao giờ biết, cô ta là được cha ôm về, chỉ là từ trước đến nay ta vẫn luôn đối xử với cô ta như em gái ruột. Ở Trần gia, cô ta cũng luôn luôn được xem như nhị tiểu thư. Cô ta vẫn cảm thấy A Ngọc đoạt mọi thứ của ngươi, thật ra cô ta mới chính là người không nên có những ý nghĩ quá phận đó." Trần tướng Vĩnh Viễn luôn rất tàn nhẫn, lời của Trần Sâm không chỉ đả kích Trần Ngọc, hiển nhiên cũng đả kích Hàn Hiểu Thần hắn lẩm bẩm trong miệng, không, không phải như thế nếu không tại sao mẹ chưa từng nói ra. Qua mấy phút thất thố, hàn hiểu thần thế nhưng cười rộ lên, chỉ có điều nghe kiểu gì cũng thấy quái dị. Thì ra là như vậy, chả trách cậu chưa bao giờ coi tôi là thân nhân, trần gia cũng tính truyền cho thẩm tuyên chứ không để lại cho tôi. Thế nhưng, bây giờ cậu có nói gì cũng đã muộn. Tôi bất cứ giá nào cũng phải lật bài ngửa với cậu. Nếu như không ngoài sở liệu của tôi, Trần Ngọc Đại Khái đã đến đây. Tôi mượn danh cậu gửi tin nhắn cho y, để y đi biển, lại động tay động chân trên cơ quan ở cửa thuyền đắm, có thể mở được cánh cửa đó nhất định chỉ có Trần Ngọc. Vì lý do an toàn, ta còn cùng nữ nhân trong tần mộ này giao dịch, đưa cho à một bản nhật ký của ngài. Chỉ cần à có thể khiến Trần Ngọc chết ở đây, ta sẽ làm được việc à yêu cầu. Ha ha, cậu à, Trần Ngọc đã chết rồi. Hàn hiểu thần vui sứ y gờ hét lên trần ngọc không thể tưởng tượng cái người không chút thu hút đối với cậu vẫn luôn khách khí này rốt cuộc hận cậu đến mức nào cậu cũng biết nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại a à? lời nói của hàn hiểu thần bị cắt ngang sau đó là thanh âm hít thở không thông qua một hồi lâu mới truyền đến tiếng hàn hiểu thần ho khan kịch liệt giọng nói lạnh như băng mà nhẫn nại của trần sâm vang lên hàn hiểu thần trước khi biết được tình hình của trần ngọc ta sẽ không gờ yêu ta ít ngươi Ngươi bây giờ cút ngay cho ta. Đừng xuất hiện ở trần gia nữa. Nếu như A Ngọc xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi còn có một cô em gái đúng không? Nếu như ngươi còn hạ thủ với A Ngọc, mẹ cùng em gái ngươi cũng sẽ ở bên kia chờ ngươi. Xem ra trần sâm ta mấy năm qua không động thủ, khiến các ngươi đều quên, kẻ nào động đến trần gia sẽ không còn đường sống. Giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng mà dẫn theo sát khí cùng mùi màu tanh mới có cho thấy thủ đoạn đáng sợ của lão đại Trần gia. Hàn Hiểu Thần chợt ngậm miệng không nói nữa, hắn không ngờ Trần Sâm mà hắn kính mến như cha sẽ nói như vậy với hắn, mỗi người đều có nhược điểm, mà Trần Sâm hoàn toàn đánh chúng vào nơi mềm yếu và quan trọng nhất của hắn. Sau đó là tiếng bước chân lảo đảo, Hàn Hiểu Thần đi về phía cửa nhị thất. Trần Ngọc thất hồn lạc phách lui vào trong cửa, tay nhanh chóng ấn lên chốt mở, cửa đá ở trước mặt cậu không tiếng động khép lại. Mặc dù đang mờ mịt, nhưng trong tiềm thức của cậu cảm thấy không thể để cho Trần Sâm biết cậu ở đây. Khi nãy Trần Sâm đã nói, nếu như cậu nhớ ra, sẽ không phải là con ông nữa. Trần Ngọc dựa vào tường đá, cơ hồ đứng không vững, bởi vì cuộc đối thoại giữa hai người, Trần Ngọc hoàn toàn sợ hãi đến ngây ngốc. Bây giờ trong đầu cậu loạn thất bát tao, căn bản không hiểu rõ tâm tình của mình, nhưng có một nơi đặc biệt đau đớn. Nhiều năm qua, ký ức từ nhỏ đến lớn cậu vẫn nhớ ngay cả cảnh tượng khi còn bé trần sâm đặt cậu trên cổ đi dạo phố đều vô cùng rõ ràng cậu sao có thể không phải là con trai của trần sâm tại sao mình không phải là con trai của trần sâm vậy mình đến tột cùng là ai trần ngọc không ngừng tự hỏi trong lòng cảm thấy toàn thân rét lạnh giống như chui vào hầm băng hai con mắt của báo con phát sáng trong bóng tối cẩn thận dựa sát vào trần ngọc sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng khuôn mặt trần ngọc ân tựa như thật lâu trước đây khi còn ở trong sa mạc, lúc nó bị ngã, mẹ sẽ lông cho nó. lúc ấy, thật thoải mái a, à, đau đớn gì cũng mất hết. Trần Ngọc ôm báo con lão đảo đứng dậy, cậu chợt nghĩ đến trước tiên cậu nên đi tìm Mã Văn Thanh, sau đó để hắn nói với cậu thật ra hết thảy đều là mộng. đi ngược lại được hai bước, Trần Ngọc cảm thấy dưới chân chợt hứng, sau đó là lạnh lẽo thấu xương. cậu bước vào trong hồ, báo con liều mạng cắn tóc Trần Ngọc trước khi hoàn toàn chìm xuống. Trần Ngọc ra sức kéo báo con ra, ném nó lên bờ. Trần Ngọc cũng không phải không biết bơi, cậu chỉ là không có một tia khí lực, trong đầu thanh tỉnh nhưng vẫn để mặc cho mình chìm xuống. Cậu không hề chú ý tới, cách đó không xa, một bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Chương 75, Trần Ngọc khép hờ mắt, ở trong nước, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mặc dù rét lạnh đến thấu xương, nhưng cậu cảm thấy lòng mình yên tĩnh dị thường ít nhất vào giờ phút này không cần suy nghĩ bất cứ điều gì những tâm tư phức tạp đáng sợ kia cùng chân tướng đều cách đây xa rất xa nhưng cậu cũng không khống chế được một giọng nói xa lạ đang không ngừng vang lên trong đầu trở về đi thôi trở về cậu vẫn là con trai của trần sâm chỉ cần giả bộ như không biết sẽ chẳng ai phát hiện ra đó mới là thế giới của cậu cậu chỉ cầu mỗi ngày mình được ngủ sớm dậy muộn sau này mở một tiệm đồ cổ không cần kiếm được nhiều tiền vừa đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình bình thường là ổn. Thỉnh thoảng trước khi báo con trưởng thành dẫn nó đến mấy chỗ vui chơi cho trẻ con, Phong Hàn có lẽ cũng sẽ đi cùng. Trần Ngọc bắt đầu cảm thấy bực mình, mắt đau nhức. cậu bất đắc dĩ thu hồi lý tưởng và kế hoạch cho cuộc sống tương lai tốt đẹp sau này. Mặc dù bị đà kích rất lớn, cậu cũng không định chôn thây ở chỗ này. Trần Ngọc giật giật cánh tay, mở ba lô. Bây giờ trong ba lô cũng không có đồ vật gì, những thứ nặng đều đã tống hết vào ba lô của mã văn thanh chỉ còn lại mấy túi đồ ăn cùng một ít trang bị đơn giản trong đó bao gồm kính lặn và bình dưỡng khí đây là lúc trần ngọc rời thuyền mang theo để phòng ngừa vạn nhất không ngờ hiện tại có tác dụng thật sau khi mở mắt ra trần ngọc phát hiện dưới nước không hề giống trên bờ tối đen không thấy rõ năm đầu ngón tay thậm chí ở đáy hồ mơ hồ còn phát ra ánh sáng trần ngọc giật mình Chẳng lẽ hoàng hậu ở trong hồ đã động tay động chân gì đó? Nếu như là trước đây, Trần Ngọc sẽ thật cẩn thận, hiểu rõ việc tự tiện hành động đơn độc sẽ nguy hiểm thế nào. Nhưng hiện tại đầu óc cậu mặc dù đủ tỉnh táo, trong tiềm thức lại tò mò muốn chết, hấp dẫn sự chú ý của cậu, khiến cậu có thể không nghĩ đến những chuyện mà mình không muốn đối mặt kia nữa. Trần Ngọc từ từ bơi, càng xuống sâu, nước càng lạnh, nhưng cũng càng lúc càng sáng ngời trần ngọc đột nhiên thấy xúc cảm ở tay chân có gì đó không đúng tựa hồ mặt đập vào thứ gì nhưng một giây sau cảm giác kia liền biến mất giống như bản thân vừa xuyên qua một lớp màng thật mỏng quay đầu lại xem thử nhưng chẳng có gì cả không lẽ là ảo giác trần ngọc nghi hoặc chớp mắt một cái xoay người lại sau đó trần ngọc cơm cứng trong nước ở phía xa có một người đang trôi nổi bồng bềnh trần ngọc có thể khẳng định người đó không mang bất kỳ thiết bị lặn nào ở góc độ này vừa lúc có thể thấy được một bên mặt quang khiết cùng mái tóc dài phiêu giật của người nọ, một thân bạch y theo nước lay động. Hai tay giao nhau trước ngực, bộ dáng phục tùng, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng đối diện thạch bích. Nếu như ở một nơi khác, cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến người ta than thở nó ẩn chứa một loại phong tình nào đó. Nhưng ở trong hồ nước giữa mộ thất bắt gặp một nữ nhân như vậy, Trần Ngọc chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Trần Ngọc do dự nên lập tức trở về hay tiếp tục bơi xuống, nhìn chăm chăm nữ nhân kia một lúc, Trần Ngọc bỗng nhiên lại ý thức được, thời gian nữ nhân kia duy trì một tư thế quá dài. Cho dù thủy tính khá hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào. Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được bơi về phía trước vài mét, nữ nhân kia vẫn không có động tĩnh như cũ. Khi Trần Ngọc bắt đầu suy đoán đây có lẽ là người giả, Trần Ngọc chợt thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân. Cậu không khỏi sừng sốt, Hóa ra lại là người quen. Là La Khuynh, gương mặt của nữ tế ti cuối cùng đập vào mắt Trần Ngọc. Lúc ấy cô ta bị trọng thương, nói mình lập tức sẽ không ổn, sau đó bỏ đi, chẳng lẽ nơi này là chỗ an nghỉ mà cô ta đã chọn. Trần Ngọc quan sát một hồi, thủy chung không thấy La Khuynh động đậy, bèn đánh bạo bơi đến gần. Quả nhiên, La Khuynh hai mắt vẫn nhắm nghiền, đối với Trần Ngọc hoàn toàn không phản ứng, cô ta đã chết. Dưới khoảng cách gần như vậy, Trần Ngọc phát hiện trên mặt La Khuynh cư nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tư thế của cô ta thành kính, an tường, giống như đang ngủ say, hoặc giả như đang chiều lại cái gì đó. Trần Ngọc cả kinh, theo bản năng nhanh chóng từ phía đối diện với La Khuynh bơi tới bên cạnh cô ta, nhìn về phía ban nãy mình vừa đứng. Bên đó là thạch bích khổng lồ, mặt ngoài gập ghềnh. Tại sao La Khuynh dừng ở chỗ này? Chiều lại thạch bích, Trần Ngọc quan sát thạch bích một lúc lâu, trên nham bích từng đường vân gồ ghề nhấp nhô càng nhìn càng thấy quen mắt ngẩng đầu lên mới nhận ra giữa những đường vân quấn quít lấy nhau là một đầu người diện vô biểu tình khác với những đường vân kia đầu người này hoàn toàn nhô ra khỏi nham bích vì ban nãy ẩn ở trong chỗ tối cho nên trần ngọc cũng không phát hiện ra đây rõ ràng là thư được khắc trên bích hỏa vị vua xấu xí quỷ quái mà đảo dân tín ngưỡng kỳ dị hơn chính là vị vua pho tượng này bị trói chặt trên thạch bích Thậm chí khuôn mặt cũng treo một ổ khóa giống như bị nhốt ở đây vậy trần ngọc ngừng đầu nhìn lại thạch bích rất lớn nhưng tựa hồ cũng không kéo dài trần ngọc rời khỏi chỗ có pho tượng lấy tay chạm vào nham bích cũng không thấy có sự lạnh lẽo cứng rắn như trong tưởng tượng lòng bàn tay mơ hồ cảm nhận được sự rung động có quy luật không rõ ràng thình thịch thình thịch giống như mạch đập hay thai động chẳng lẽ quá mệt mỏi khiến mình sinh ra ảo giác trần ngọc nghi hoặc động tĩnh dưới tay càng lúc càng lớn, bây giờ không ngừng rung lên, lỗ tai tựa hồ cũng có thể nghe thấy thanh âm, thùng thùng kia. Trần Ngọc có chút mông lung, nhà bích đang chuyển động. Khi liếc thấy trên mặt La Khuynh vừa rồi còn đang mỉm cười cư nhiên lại nhíu mi, Trần Ngọc mới ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng lui về phía sau. Trong khoảnh khắc cậu rời khỏi đó, một bóng đen lặng yên không một tiếng động nhào tới. Hiển nhiên mục tiêu của nó là Trần Ngọc, Kết quả khi Trần Ngọc cảm thấy nham bích bất ổn, đột một rời đi, khiến cho bóng đen trực tiếp va vào nham bích. Bóng đen ở trong nước cực kỳ linh hoạt, sau khi va chạm liền thay đổi phương hướng, khí thế hung mãnh bơi về phía Trần Ngọc ở bên này. Là một con cá lớn dài gần hai thước, trong miệng cá lộ ra hàm răng sắc bén, nhào tới Trần Ngọc. Trần Ngọc biết bàn về tốc độ mình tuyệt đối không bằng con cá này, khẽ cắn răng nhanh chóng đem hoàng kim trượng trong ngực chia ra thành hai cây chùy thủ cầm trên tay chuẩn bị liều mạng. Thế nhưng, con cá mới bơi chưa được vài mét sang đây, thạch bích sau lưng nó chợt nứt ra, vô số ti tuyến màu đỏ trào ra ngoài, từng đoàn cuốn lấy cá lớn, lôi trở lại. Trần Ngọc sướng sỡ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng thạch bích đã sớm khôi phục lại hình dạng kín kẽ ban đầu, vô tội tựa như nó cho tới bây giờ chưa từng động đậy. Trong nước trước mắt Trần Ngọc còn điểm vài tia máu, đó là do ti tuyến đỏ xuyên thấu thân thể con cá lưu lại, điều này nói lên, cảnh tượng mới nãy đúng thật có tồn tại. Bên trong thạch bích không chỉ có động tính, nó còn ở ngay trước mắt cậu, ăn, một con cá, Trần Ngọc cho ra một kết luận khiến sắc mặt cậu trắng bệch, thạch bích này, là vật sống. Hiện tại cậu rốt cuộc hiểu tại sao người áo đen toàn thân đều là mùi máu tươi, quái vật trong hồ quá mạnh quá bí y thái. Ứng ừ với suy đoán của Trần Ngọc, thạch bích kia lại bắt đầu phát ra tiếng tim đập hữu lực. Vốn muốn bơi trở về, Trần Ngọc giống như bị cái gì mê hoặc tiến đến gần thạch bích. Đây rốt cuộc là gì? Nếu chuyến này không tìm hiểu cho được rõ ràng liền quay về, có thể tiếc nuối hay không? Lần này bọn họ mà thoát ra khỏi địa cung, đã không còn cơ hội để trở lại nữa. Một thanh âm khác vang lên từ đáy lòng, ngàn vạn lần không thể đến gần, không thể đánh thức nó, cực kỳ nguy hiểm. Lúc Trần Ngọc tỉnh táo lại, tay của cậu đã sờ lên thạch bích đang phập phồng, nhịp đập rõ ràng tăng nhanh tựa hồ có loại cảm xúc khoan khoái xuyên thấu qua thạch bích truyền lên. Trần Ngọc giật bắn mình lui về phía sau, nhưng nhanh hơn cả, một ti tuyến đỏ sẫm quấn lấy lôi ngược cậu trở lại. Trong đôi mắt trừng lớn của Trần Ngọc, thạch bích càng ngày càng gần, cho đến khi cậu bị nuốt chừng. Khoảng khắc đó, Trần Ngọc nghĩ, xong đời, mình bị quái vật ăn sống. Không thể trở về được rồi, không thể gặp lại phụ thân, phong hàn, báo con và mã văn thanh. Bất quá, đây là tình cảnh sau khi bị nuốt sao? Hình như chưa bị tiêu hóa. Trần Ngọc đột nhiên mở mắt ra, giơ chủy thủ lên, vốn tính nếu chết cũng muốn quái vật bị tao bón, kết quả phát hiện mình cư nhiên đang ở bên trong một gian phòng. Mặc dù lòng bàn chân và bốn phía vách tường cho cảm giác như các khối thịt, nhưng đây là một gian phòng không thể nghi ngờ. Có bàn ghế, có trường minh đăng, thậm chí ở trên mặt bàn còn bày một cái hộp cùng một trang giấy. Trần Ngọc không hề nghĩ ngợi trước tiên cầm tờ giấy kia lên, sắc giấy ngả vàng, bút tích phía trên tuyển vĩnh yêu Mỹ, chuyển chiếc tàng phong sao, câu đầu tiên là, không cần nghi ngờ, nếu có thể tới được nơi này, như vậy ngươi chính là ta. Trần Ngọc nội tâm khẩn trương, vốn hôm nay vì thân thế của mình đã chịu đủ đà kích, cư nhiên ngay cả trang giấy này cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Mặc dù sự cảm có sự bất tường chuẩn bị trồi lên khỏi mặt đất, Trần Ngọc vẫn không thể nhịn được đọc tiếp nếu như người đang ở đây đọc bức thư chính mình viết này, thế thì có thể là mắt xích nào đó xảy ra vấn đề, người có thể chưa nhớ lại được nhiều, đừng lo lắng, việc đó cũng không cản trở đến đại cục. Nếu như không phải chân chính là ta, căn bản không thể nào lừa gạt thanh để tới nơi đây. Trong chiếc hộp bên cạnh là chìa khóa của vật mà Akat đã đưa cho ngươi, mở ra, đem mọi việc tiếp tục. Quá trình diễn ra kế hoạch có lẽ hơi đẫm máu, nhưng vì mục đích đó hết thảy tế phẩm và tốt thí đều đáng giá. Việc người cần phải làm chính là, mau sớm nhớ lại tất cả mọi chuyện, tập hợp đủ đồ, cử hành nghi thức, thời gian ta để lại cho ngươi không nhiều lắm, nhanh lên. Rời khỏi phong hàn, người hắn thống hận nhất là ngươi. Bởi vì mọi chuyện đều do ta, đồng thời cũng chính là ngươi, bày ra. Còn nữa, ngươi hiện tại đang ở trong cơ thể của Thanh, Thanh là sùng vật của ngươi, có thể sống đến bây giờ có liên quan đến bạch tuộc vương, nhưng lúc ngươi tới được đây thanh cũng đã đến cực hạn, nếu như không có ý định mang nó ly khai, có thể để nó đi. Trả trách La Khuynh ở trước mặt nham bích chiều bái, thì ra không phải bái lại pho tượng, mà là bản thân vương ở chỗ đó. La Khuynh trước khi đi đã nói tìm thấy vương, sẽ làm cô ta sống lại, đáng tiếc vương của bọn họ thật lâu trước đây đã không còn ở đây nữa. Thư viết tới đó, vừa lúc hết tờ giấy, Trần Ngọc trong đầu trống rỗng, tiện tay lật tờ giấy lại, sau đó cả người chấn động. Mặt sau tờ giấy là một bức họa chân dung, trường sam màu đen thêu chim phượng bay lượn cùng mặt thú âm trầm, hoa mỹ sinh động. Người trong bức họa nghiêng đầu nhìn về một bên, trong mắt ánh lên nét cười. Là người áo đen, Trần Ngọc cảm giác mình phát điên rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay tựa hồ đã bàn bạc trước với nhau muốn khiêu chiến cực hạn của cậu. Chủ nhân của bức thư nói cậu chính là y, như vậy căn cứ vào chút tin tức ít ỏi cậu nắm được, viết bức thư này hẳn là kẻ đang ẩn núp trong cơ thể cậu như lời hàn hiểu thần đã nhắc tới. Bức thư này làm cho Trần Ngọc bị đà kích sâu sắc nhất chính là người Phong Hàn thống hận nhất lại là cậu. Khi cậu cái gì cũng chưa biết, Phong Hàn rành rành có thể lấy cậu ra làm kẻ chết thay. Tiếp đó, mặt sau bức thư còn có bức họa của người áo đen. Rốt cuộc người viết bức thư là người áo đen, hay người viết thư thầm mến người áo đen. Bất kể thế nào, đều là chuyện Trần Ngọc không thể tiếp nhận. Bây giờ Trần Ngọc có xung động muốn cầm trùy thủ cắt cổ mình, từ khía cạnh của bức thư này xác nhận Hàn Hiểu Thần nói đúng, cậu chính là kẻ xấu xa kia, dày công chủ tính, sắp đặt cảm bẫy, bây giờ chỉ chờ thu lưới từng bước một. Có điều, trong quá trình thu lưới, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, đương nhiên, cho dù là ngoài ý muốn, cũng đã được liệu trước. Bất quá, cậu không phải nhớ lại quá ít, mà là, căn bản chả nhớ ra cái quái gì. Trần Ngọc vì che giấu hốt hoảng trong lòng, đọc xong bức thư liền run run xé nát, tự hồ làm như vậy sẽ không ai biết được bí mật của cậu. Sau đó cầm hộp nhỏ trên mặt bàn lên, phía trên có khắc hình mặt trời đơn giản. Đem cái hộp nhét vào trong ngực, Trần Ngọc chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cậu phát hiện căn bản không tìm thấy cửa. Đúng rồi, cậu đang ở bên trong quái nham thạch tên là Thanh, bức thư có nói nó là sủng vật của cậu, đương nhiên muốn thả đi trần ngọc không hy vọng giữ lại bất kỳ thứ gì có thể nhận ra thân phận của mình thế nhưng bằng cách nào trong thư quên viết trần ngọc ở trong gian phòng vòng vo mấy bận rốt cuộc phát hiện trên vách tường có ba chỗ nhô ra tay trái của cậu theo thói quen nâng lên sau đó nhấn vào chính giữa tiếp theo là hai bên không ai nói cho trần ngọc biết thứ tự nhưng khi trần ngọc giơ tay lên trần ngọc nghe thấy oanh một tiếng tựa hồ cái gì đó mở ra trần ngọc lại trở về trong hồ bên cạnh có thứ cực đại gì đó bắt đầu chuyển động, bởi vì thể tích quá lớn, che lấp mọi tia sáng dưới nước. Nó có thân thể khổng lồ và vảy màu xanh, hai con mắt to màu vàng thỉnh thoảng khẽ đảo, nhìn Trần Ngọc, cư nhiên giống y hệt vẻ mặt của báo con mỗi lần thấy Trần Ngọc, thân thiết, không thôi. Sao chuyển chiết tàng phong, đây là hai kỹ thuật trong thư pháp, truyền chiết là chuyển biến, biến hóa, tàng phong là chỉ quá trình khởi đầu nét bút, tàng phong sẽ tạo hiệu quả đầy đặn, tròn trịa, uẩn xúc cho nét bút ngòi bút được giấu trong nét. chương 76, Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến mà đẩy A à đầy thân thể to lớn của loài vật này, vừa khớp đôi mắt to màu vàng gần trong gang tất nhìn thấy rõ rõ ràng ràng động tác của cậu. Trần Ngọc chỉ cảm thấy đôi mắt to vàng chớp chớp, giống như ủy khuất nhìn mình, cơ hồ sắp rơi nước mắt đến nơi. Khi Trần Ngọc cố gắng tự nói với chính mình đó chỉ là ảo giác, con vật khổng lồ truyền thân một cái bơi về phía đáy hồ. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu đương nhiên có thể cảm giác được nó sẽ không làm tổn thương cậu, còn rất thân cận cậu. Cơ mà, đùa à, nó to như vậy, sao mang đi được? Còn nữa, với hình thể kia, không quá vài tháng, cậu sẽ táng ra bại sản mất. Mà quan trọng nhất là, cho dù có đem ra hỏa này cắt thành khối bán đi, liệu có thể mua nổi căn hộ chứa được nó sao? Trần Ngọc dùng hết sức lực bơi về phía thượng du, lúc cậu vật lộn lết được lên bờ nằm sóng xoài trên một tảng đá, liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc mơ mơ màng màng cảm thấy có người cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình, dùng khăn lau khô toàn thân, lại mặc lên quần áo sạch sẽ, bọc thảm. Chỉ có điều do quá mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi tư thế mà ngủ thật say. Lúc tỉnh lại, Trần Ngọc kiệt sức rũi thắt lưng, mở mắt ra. Lập tức phát hiện Phong Hàn đang từ trên đỉnh đầu nhìn cậu, thấy cậu tỉnh lại, thấp giọng nói, tỉnh rồi có thể ăn một chút, lát nữa, chúng ta sẽ ra ngoài. Trần Ngọc Hậu chi hậu giác nhận lấy thứ trong tay hắn, ăn được một nửa mới nhớ ra, người trước mặt là Phong Hàn, theo như những gì kẻ kia đã nói, là người cậu nên tránh xa. Trần Ngọc cẩn thận ngẩng đầu quan sát Phong Hàn, vẫn diện vô biểu tình như trước, nhưng lại là khuôn mặt hoàn mỹ đến nhân thần cộng phẫn, dưới bộ quần áo sẫm màu là thân thể thon gầy rắn giỏi chỉ trong nháy mắt là có thể gờ iota ta -ết mình. Phong Hàn dương mắt, con người đen nhánh đối diện với Trần Ngọc. Trần Ngọc chỉ cảm thấy tim đập nhanh, nhanh đến mức không cách nào hô hấp. Cậu cố gắng giống như bình thường, hỏi, người áo đen ngươi đuổi theo kia đâu rồi? Phong Hàn lắc đầu, dưới ánh áng của đống lửa thấy không rõ sắc mặt, nhàn nhạt đáp không thấy, y trốn. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất hắc y nhân kia bị đuổi kịp, www ng phái đám người phong hàn nghiêm hình bức cung, hoặc có tâm tư khác, thú nhận cậu mới là kẻ đứng đằng sau lưng tất cả mọi chuyện Trần Ngọc liếc nhìn phong hàn bên cạnh, chợt run dày. Phong hàn nhíu mày, hỏi, lạnh, Trần Ngọc chớp chớp mắt, khô khốc giải thích, không phải, không phải, có thể vì ở trong nước thời gian dài, cảm thấy bên ngoài hơi nóng, xương cốt bên trong bốc lên khí lạnh. Phong Hàn nhìn Trần Ngọc một lát, nói có lẽ nguyên nhân là do viên ngọc trong ngực ngươi kia. Trần Ngọc há to mồm, chẳng hiểu gì hết. Phong Hàn nói, lúc thay quần áo cho ngươi phát hiện ngươi giấu trong ngực, cũng chưa lấy ra xem. Nói tới đây, Phong Hàn tựa hồ lười giải thích, trực tiếp giơ tay hướng về phía trong tấm thảm. Lục lọi một hồi, mới miễn cưỡng nói, ở đây. Vì vậy Trần Ngọc cảm thấy có ngón tay trơn nhẵn từ trên quần áo trượt vào trong người, sau khi sờ soảng cả nửa ngày, mới ý do vị tẫn lấy ra. Phong Hàn cầm thứ trong tay giơ lên trước mặt Trần Ngọc, là một viên ngọc châu màu xanh lấp lánh trong suốt, lớn bằng nửa nắm tay. Mình khi nào thì có vật này, Trần Ngọc trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là đồ của người nọ? sắc mặt Trần Ngọc lại bắt đầu biến trắng. Phong Hàn không phát sắc ra, hắn tò mò nhìn chăm chú ngọc châu trong tay một lúc, chợt nói: thứ này trước cứ để ta giữ. Trần Ngọc theo phản xạ đáp: tại sao đồ của ta lại do ngươi cầm? Dẫn chắc, nếu Phong Hàn không nhận ra nó, căn cứ vào kích thước phẩm chất, tuyệt đối là bảo bối. Phong Hàn tiếp tục đem hạt châu để trong ngực mình, một bên Trần An nói, vật của ngươi chính là của ta. Hơn nữa, hoàng kim trượng của ta không phải cũng để ở chỗ ngươi sao. Trần Ngọc rơi lệ, khao a, luật nào quy định đồ của ta sẽ là của ngươi a a a a a. Báo con nằm trên tấm thảm kề bên đống lửa, thoải mái hít mắt, thỉnh thoảng nhàn nhã gặm cắn miếng thịt muối trước mặt, cuộc sống có cả cha lẫn mẹ, thật tốt bằng vê bằng, mặc dù mụ mụ giống như mình không thể chọc tới phong hàn. còn nữa, có một tin vui, ngươi quay đầu lại nhìn thử. phong hàn chợt cười nhàn nhạt, trần ngọc thế mà ngơ ngác. đợi cậu chảy hết nước miếng, vừa quay đầu lại, nhất thời cương cứng. đang đi tới cảnh cửa, chính là trần sâm. trần ngọc cảm thấy nhiệt độ trên người mình đang lấy tốc độ ánh sáng hạ thấp xuống, rõ ràng cậu đến đây để tìm trần sâm, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy da đầu tê dại cậu còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Trần Sâm. Phải làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, cậu cái gì cũng không biết. Đang đi tới trước mặt chính là phụ thân. Trần Ngọc trong đầu không tự chủ thoáng qua tình cảnh khi còn bé Trần Sâm bồi ở bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên, chợt thấy khuôn mặt thâm trầm nghiêm nghị không khác ngày thường của Trần Sâm, theo thói quen trột dạ giải thích. "Cha, cha không nói tiếng nào liền mất tích, khiến con khổ, con nhận được tin nhắn cầu cứu, vội chạy tới đây, ai" ai, cha khoan hẳn đánh. Trần Ngọc nói đến một nửa, giật mình thấy cha đã giơ tay lên, chân tay lúm cuống chạy tới trốn sau lưng phong hàn, tốc độ khiến cho báo con cũng phải thấy xấu hổ. Khi Trần Ngọc bắt đầu nói chuyện, phiền muộn trong mắt Trần Sâm tán đi không ít, thậm chí tay bị phong hàn càn lại, cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngay sau đó ẩn hàm tức giận, lại chuyển sang Trần Ngọc ta đã nói với ngươi ra sao. Người muốn làm gì đều được, nhưng tuyệt đối không được hạ địa đây là lần thứ mấy rồi, người mới ra ngoài ở được vài ngày, không ăn roi nên ngứa ra có phải không? Còn tin nhắn cầu cứu, người dùng đầu suy nghĩ một chút, cha người còn không xong, người tới làm cái dám gì? Trần Ngọc cúi đầu không dám mở mồm, thanh âm này trung khí mười phần, xem ra cha thật không có gặp phải nguy hiểm, hoặc nên nói hắn đã quá quen với việc trong mộ. Nghe thấy khiển trách quen thuộc của Trần Sâm, trong lòng Trần Ngọc từ từ bình tĩnh trở lại. Không chỉ là cậu, cho dù Trần Sâm hay Phong Hàn cũng sẽ không hy vọng cậu nhớ lại chuyện trước kia, biến thành một người khác. Như vậy, mình chỉ cần làm như chưa biết bất cứ điều gì, cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng cười khẽ, sư huynh nói rất đúng, tiểu Trần Ngọc lần này quả thật có chút hấp tấp, bất quá đúng thực là ngoài dự đoán của mọi người, loại mộ này nhưng vẫn lông tóc vô thương tiến vào. Mã Văn Thanh sớm đã bị đánh thức, đang cùng báo con song song ngồi trên thảm trống ẩm xem náo nhiệt thấy người vừa đi tới uống nước liền sặc dùng tay chỉ vào hắn nói tiểu trần ngọc hắn mới nay gọi bá phụ là gì trần ngọc giật giật khóe mắt qua một lúc lâu mới không tình nguyện đáp liên sinh là quan môn đệ tử của ông nội ta lớn hơn ta một bậc bị lời này làm cho kinh động không chỉ có mã văn thanh mà còn cả kim lão đại vốn hải đấu lần này trong lòng không chắc chắn đặc biệt ra giá cao mười cao thủ tới ban đầu suy tính lần này ra ngoài hao phí rất nhiều tâm tư và khí lực, tranh thủ giữ người lại, kết quả người ta lại là người của Trần gia. Trần Ngọc hắn không nhận ra, đối với Trần Sâm, Kim lão đại không xa lạ gì, Trần gia trong giới đảo đấu cũng coi như thuộc cấp nguyên lão, lời nói rất có phân lượng. Kim lão đại đau lòng liếc liên tiểu ca, thở dài. Nhưng mắt nhìn đến Trần Ngọc, hắn mới an ủi được đôi chút, cho dù có gia sản Trần gia chẳng phải ngay cả một người thừa kế ra dáng cũng không có hay sao. Ánh mắt khẽ chuyển, thấy phong hàn bên người Trần Ngọc, Kim Lão Đại giật mình, liên tiểu ca không có cách nào lôi kéo, vị phong hàn này lại tựa hồ như không rõ lai lịch. Nhưng dựa vào năng lực của hắn, nếu không có được liên tiểu ca, chỉ bằng đặt một chút tâm tư trên người phong hàn. Nghĩ như vậy, Kim Lão Đại ra hiệu cho một tên đàn em, gọi hắn tới đây, thấp giọng an bài gì đó. Liên Sinh cười hì hì liếc Kim lão đại, quay đầu nói với Trần Sâm, "Sư huynh, chuyện của A Ngọc trở về rồi hãy nói, bây giờ chúng ta cần ra ngoài trước, mực nước đang dâng lên rất nhanh." Trần Sâm cau mày, hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" "Lão gia tử bảo ta tới, kể từ lúc biết được tính toán của ngài, vẫn nghiên cứu hải đấu này. Trước đó vài ngày chợt nói với ta, mộ này có gì đó không đúng, sợ rằng trừ mộ chủ, còn có thứ không thể động đến." Bảo ta tới đây giúp ngài một tay, mau chóng trở về." Liên Sinh đáp, Trần Ngọc giật mình, ông nói, "Không phải là cái kẻ bên trong cậu chứ?" Khi mọi người bị đánh thức, mới vừa thu thập xong đồ, dưới lòng bàn chân liền bắt đầu thấm nước. Mấy lão đại xuống lại hợp kế bàn cách rời đi, Từ lão gia tử nói, "Nữ nhân kia nói Từ Minh Tiên Kiều có thể đi ra ngoài, các ngươi suy nghĩ kỹ, trên đường tới đây, ta nhớ chỉ một chỗ có cầu." Chương 77 Nguyên Tiên Kiều đặt tên rất hay, đáng tiếc qua hai ngàn năm, mộ chủ không thành tiên mà thành bạch tuộc bánh tông. Mã Văn Thanh cảm thán. Trần Ngọc cười nhạo một tiếng, nói: đáng tiếc là nơi này có phong thủy tốt, mộ chủ đại khái biết rõ. Trên đảo chỉ có ở đây phong thủy hiếm thấy, chẳng ngờ trong mộ lại ẩn giấu huyền cơ, phong thủy linh khí đều bị thứ khác đoạt mất. Mã Văn Thanh vừa nghe, trừng mắt nhìn Trần Ngọc, chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn? tiểu tử ngươi sao không chịu nói sớm, ra đây là lần đầu tiên tay không trở về, con mẹ nó khó chịu chết được. Trần Ngọc mắt trợn trắng, có đáng tiền hơn nữa cũng phải dùng mạng đổi lấy, trong quan tài của hoàng hậu bên tay phải có một viên phỉ thúy, còn có mấy thứ khác, giá trị hơn mấy đồ trong phòng luyện đan. Mã Văn Thanh lộ ra thần sắc cây ếch ta ép sợ vô hạn, dẫm chân đấm ngực, vì mình lúc trước quay lại chiếu cố Trần Ngọc mà không được khai quan hối tiếc vạn phần, sớm biết như vậy ta mặc kệ ngươi nhân lúc đám người rời đi mở nắp quan tài hoàng hậu, tốt xấu còn có thể trôm vài thứ mang về. Người cho rằng Kim Lão Đại và Từ Lão Gia Tử đều là kẻ ngốc chắc. Nếu không phải nhận ra khai quan sẽ khởi thi, bọn họ còn có thể trừ lại cho ngươi sao? Đến lúc ấy, người bị hoàng hậu giữ lại âu yếm cũng đừng mong ta cứu ngươi. Trần Ngọc hừ một tiếng, cũng phong hàn đi ra ngoài. Xác bật sống dậy, mực nước trong địa cung đã dâng đến lưng bàn chân, cả đoàn gấp rút sang bên kia thủy động. Mã Văn Thanh xoắn suýt chốc lát, rốt cuộc cũng không dám trở lại. Điều may mắn nhất chính là, không biết vì nguyên nhân gì, quái vật bạch tuộc canh giữ bên ngoài đều biệt tâm biệt tích, khiến mọi người đang cực kỳ khẩn trương đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này có thể từ bên trong thủy động mở cửa trực tiếp đến Ninh Tiên Kiều, không cần nhảy lên cái động kia như trước. Trên thực tế, nước đã dâng qua cả mặt cầu, muốn đu dây treo trên cầu thật sự rất khó khăn đợi tất cả mọi người cùng đứng ở trên cầu nước đã ngập tới bên hông ai nấy đều hoảng hốt nhớ đến những đồng nam đồng nữ kia một số người trong lòng càng sợ hãi giơ súng lên soi đèn pin mắt sói khắp mọi nơi đã đến nghênh tiên kiều rồi giờ thì sao đây cánh cửa bên kia căn bản không mở ra được nữa mấu chốt là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu tốc độ mực nước dâng lên quá nhanh kim lão đại thấy tình hình nghiêm trọng nhất thời nóng này phong hàn để cho trần ngọc nhét báo con vào ba lô sau đó quan sát địa hình xung quanh nói nữ nhân kia trước khi chết nói như vậy không phải là nói dối cô ta bảo từ nơi này có thể thoát ra ngoài nhất định là có đường nói xong dùng đèn pin chiếu lên trên nham bích hai bên các ngươi nhìn đi trên nham bích của thủy động này có rất nhiều lỗ hổng màu đen hẳn là dấu vết thi công trước kia phong hàn vừa nói người của đội khảo cổ lập tức chấn định yên tĩnh trở lại đối với thanh niên lãnh đạm trầm mặc này, người của đội khảo cổ vô cùng tín nhiệm và lệ thuộc. Cơ hồ mỗi lúc Phong Hàn mở miệng, họ đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Theo phương hướng mà Phong Hàn chỉ, mọi người quả nhiên trông thấy trên nhám bích bên cạnh cây cầu có một số lỗ hồng màu đen khó phát giác. Hơn nữa rất có quy luật như hình xoắn ốc kéo dài lên trên. căn cứ vào sự bày bố của những lỗ hồng này, trên nhám bích năm đó rất có thể có một sạn đảo sao thông tới đỉnh của thủy động ở trên đá tạo ra một con đường là vô cùng khó khăn, vì vậy bọn họ nghĩ ra cách đỡ C xê lỗ trên vách đá, sạn đạo này hơn phân nửa do đầu gỗ xuyên qua lỗ hổng mà dựng nên. Trải qua nhiều năm ngâm trong nước, đầu gỗ đã giữa nát hết, nhưng những cái lỗ này lại không biến mất. Sạn đạo, những chỗ núi non hiểm trở phải đỡ Upsilon, xê hai bên sườn núi đá mà bắc ván gỗ làm đường đi. Nơi tới đây, Phong Hàn nhìn lướt qua mọi người bắt đầu trầm tư, Năm đó bọn họ sẽ không vô cớ xây dựng một con đường như vậy, chúng ta dựa dòng nước đi lên, phía trên nhất định có cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Thế nhưng, vạn nhất bên trên không có đường, chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này, chúng ta cũng không còn cơ hội để lựa chọn nữa. Từ lão ra từ có chút do dự, Phong Hàn không nói gì, Vưu Bộ trưởng cùng Lăng Vân trên mặt mang theo thần sắc tự tiếu phi tiếu. Trần Sâm lúc này lên tiếng, nghe theo lời Phong Hàn, ở lại đây càng không có đường sống. Lựa chọn chung quy sẽ phải trả giá thật lớn, mà chọn ở lại, không thể nghi ngờ chính là ngu ngốc. Trần Sâm nói xong, Kim lão đại cùng từ lão ra từ liếc mắt nhìn nhau, bèn cắn răng, gọi thuộc hạ làm theo lời Phong Hàn. Vì lý do an toàn, Phong Hàn cùng đám người Trần Ngọc nương theo dòng nước đi lên dọc theo một bên nham bích, ít nhất sản đạo kia còn có thể cho bọn họ một mục tiêu. Mực nước không ngừng tăng lên, Trần Ngọc thủy tính không tệ, thậm chí còn làm phao sống cho người không biết bơi bên cạnh ngay vào lúc này phía sau lại truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi trong nước có thứ gì đó có người bị bắt đi rồi mau đi lên nhanh những đồng nam đồng nữ kia theo nước đuổi tới trời ạ à. làm sao đi được chúng ta còn đang ở trong nước chẳng lẽ bay lên chắc người nọ nói không sai mặc dù mọi người cố hết sức đạp nước nếu như có thứ gì đó đuổi theo cũng trốn không thoát Phong Hàn nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Mã Văn Thanh và Trần Ngọc, các người đi trước, ta lặn xuống xem thử, còn có thể cứu hay không. Dứt lời bèn bơi về phía đám người đang loạn thành một đoàn. Trần Ngọc và Mã Văn Thanh biết mình qua đó cũng không giúp được gì, hai người đỡ đỗ cơm bởi vì bị thương, tay chân mất linh hoạt tiếp tục bơi lên. Trần Ngọc thỉnh thoảng ở trên nham bích mượn lực, vừa chạm vào một cái lỗ tròn trống rỗng, tay mới đưa tới, bèn cảm thấy xúc tu trắng noãn, tuyệt đối không phải là xúc cảm khi động đến nham thạch. Trong tâm Trần Ngọc chợt lạnh, vội rụt trở về. Đèn pin mắt sói trên tay còn lại theo đó lia qua, mới kinh ngạc phát hiện, trong lỗ nhỏ cư nhiên vươn ra vài cái xúc tu bạch tuộc tinh tế. Kháo A, à, cái thứ này thật đúng là âm hồn không tan mà, Trần Ngọc bực tức. Nhưng khi đèn pin quét qua những chỗ khác, Trần Ngọc mới kinh hãi nhảy dựng, trong mấy cái hốc xung quanh cơ hồ toàn bộ đều có xúc tô bạch tuộc, chìa ra bên ngoài khoan khoái đung đưa. Trước kia không sao, giờ nhìn chúng Trần Ngọc đột nhiên lại thấy ghê tởm sợ hãi. Mã Văn Thanh chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu rồi, khi ấy cầm đèn pin của ngươi giả thần giả quỷ phòng trường chính là những thứ này. Bất quá, lúc đó đèn pin từ trên xuống dưới, tựa hồ chỉ dẫn cho chúng ta, chẳng lẽ những thứ này đều có trí lực. Ta không cảm thấy bọn chúng có bộ não đủ thông minh như vậy, động tác của bọn chúng thống nhất với nhau, có thể do nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu cái này, mau mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã." Trần Ngọc vừa nói vừa cách xa nham bích, lấy lại bình tĩnh, đèn pin của Trần Ngọc hướng về phía đỉnh động, cư nhiên chỉ còn cách mười mấy thước, càng khiến người ta vui mừng chính là trên đỉnh có ánh mặt trời chiếu xuống. Trần Ngọc không khỏi có chút vui mừng, chúng ta sắp đến nơi rồi, xem ra quả nhiên có thể thoát được. Mực nước tăng lên quá nhanh bọn họ nhất định phải mau sớm tìm thấy cửa động thông ra bên ngoài nếu như đến lúc nước dâng đến đỉnh động bọn họ còn chưa tìm được cửa ra như vậy toàn bộ mọi người phải ở lại đây bồi bạch tuộc thế nhưng khi đèn pin quét qua lần nữa nội tâm trần ngọc lại trầm xuống trên đỉnh quả thật có ánh mặt trời hơn nữa nơi tia sáng chiếu xuống còn không ít nhưng đều là các khe nhỏ hẹp căn cứ vào sự phân bố của những tia sáng hình tròn kia trần ngọc thậm chí có thể đoán ra phía trên vốn là có một cửa động đường kính hơn chục thước nhưng lại bị một khối nham thạch khổng lồ chặn ngang cậu lo lắng bơi sang bên cạnh đỗ cương vẫn không nói lời nào đột nhiên kéo y phục của cậu chỉ chỉ nham bích soi bên kia ta mới nãy hình như thấy được gì đó trần ngọc giật mình ánh sáng đèn pin chiếu tới phát hiện nham bích sát gần đỉnh động cư nhiên còn giữ lại một sạn đạo dài vài mét phỏng đoán của phong hàn quả nhiên không sai dọc theo sạn đạo đi lên ở trên nham bích rõ ràng có một cửa động tối đen. Chúng ta vào đó xem thử, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh mang theo đỗ cương bơi về phía đó, đồng thời Mã Văn Thanh xoay người lại hô, mau, đi theo chúng ta. Lúc này cũng bất chấp những bạch tuộc kia, khi đặt chân lên sạn đảo, Trần Ngọc mới phát hiện, sạn đảo này là dùng đồng xanh dựng lên, hơn nữa không hề có dấu hiệu bị ăn mòn. Nói cách khác, sạn đảo bên dưới là bị người ta hủy đi về phần do mộ chủ hay là những người khác thì không ai biết được. Hơn nữa, ở trong thủy động tu sửa sạn đảo thông lên mặt đất, mình cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nhị thế định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Ba người lên sạn đảo, Trần Ngọc quay đầu lại, phát hiện một số đông người đang liều mạng bơi về phía bên này. Trần Ngọc dùng đèn pin soi vào trong nước, không thấy đồng nam đồng nữ, nhưng có cái bóng khổng lồ chợt lóe, không khỏi lo lắng cho phong hàn mã văn thanh đẩy cậu vào bên trong phía sau không ít người cũng vọt tới bên động trần ngọc không còn thời gian để do dự nữa xoay người đi vào phía trong trong động có bậc thang qua một lối rẽ là một cánh cửa ba người vui mừng vạn phần đẩy cửa đi ra ngoài bên ngoài thời tiết nắng giáo trời xanh mây trắng mỹ lệ an tường khiến người ta phải cảm thán quan sát xung quanh nơi này quả nhiên là ở trên đỉnh núi hòn đảo bên dưới nơi cung điện tráng lệ đã là mặt biển mênh mông. Trần Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tàu của bọn họ đang đậu cách đó không xa, người lưu lại trên tàu cũng đã phát hiện ra bọn họ, vẫy tay ra hiệu. Mau, nhanh lên tàu, nơi này lập tức sẽ có bão táp. Lăng Vân một thân ướt đẫm chui ra, cùng vưu bộ trưởng nâng đỡ lẫn nhau, lớn giọng nói. Mặc dù bầu trời vẫn sáng sủa, nhưng lời của Lăng Vân không ai hoài nghi, khi còn ở trên tàu, vị mỹ nữ tóc dài này đã cho thấy cô ta có kiến thức hàng hải phong phú ra sao, mặc dù tính tình của cô khiến người ta không dám đến gần. Tàu không dám tiếp cận quá gần bởi vì sẽ đỡ Upsilon.ng vào nham thạch, mọi người tranh nhau bơi về phía con tàu. Trần Ngọc lo lắng lùi về sau liếc mắt nhìn, Phong Hàn còn chưa ra ngoài, cắn răng, cậu đem ba lô giao cho Mã Văn Thanh, nói, người mang tiểu mập đi trước, ta trở về coi thử. Người điên rồi hay hóa ngu. Phong ca nhất định có thể trở lại, ngươi nghĩ hắn như ngươi. Còn nữa, cho dù ngươi đến đó, cũng là gánh nặng cho hắn, rời khỏi nơi này quan trọng hơn, ta thấy thư trong nước kia chốc nữa cũng ra đấy đó. Mã Văn Thanh nôn nóng mắng thẳng, khi hai người còn đang rằng co, phía sau lại đi ra hai người, đi đầu chính là Trần Sâm, phía sau hắn là Phong Hàn. Hai người động tác nhanh gọn bơi về bên này, phảng phất như bị thứ gì đuổi theo. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoay người bơi về phía tàu. Bốn người thủy tính cực tốt, nháy mắt đã đến nơi, trong khoảng khắc cậu đặt chân lên tàu, tàu liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi. Trần Ngọc kiểm tra một lượt Trần Sâm cùng Phong Hàn, Trần Sâm không sao, nhưng tay Phong Hàn bị thương, có vẻ nghiêm trọng. Trần Ngọc tương đối kinh ngạc, mặc dù lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng Trần Ngọc cũng thừa nhận, Phong Hàn đã mạnh đến mức không có gì có thể gây tổn thương cho hắn. Làng Vân băng bó cho Phong Hàn, trần ngọc hỏi đã xảy ra chuyện gì phong hàn chỉ cau mày nhàn nhạt, nhạt đáp trừ những đồng nam đồng nữ kia ra trong động còn có vật khác rất lớn hình như muốn ra ngoài trần ngọc nhíu nhíu mi không tự chủ nhớ đến con vật màu xanh nọ nín lặng nước biển giống như từ bên dưới cùng bốn phương tám hướng đổ về đây tốc độ mực nước dâng lên nhanh đến bất khả tư nghị do mặt biển dưới chân bọn họ tựa hồ không ngừng dâng lên giống như cây cột khổng lồ đem tàu nâng đến giữa không trung mà bầu trời vốn xanh biếc như dừa, đảo mắt đã u ám, mưa gió sen lẫn sấm chớp. Trong tiếng sấm còn ẩn ẩn thanh âm quái dị, giống như tiếng một con động vật nào đó đang gào thét. Người nhát gan thậm chí không dám đến gần cửa sổ, cho dù là ai thấy tàu của mình ở một nơi cao hơn gần trăm thước so với mặt biển xung quanh, cũng sẽ hoa mắt. Người nói chúng ta không phải gặp gió lốc rồi chứ, sau đó bị quăng lên trời. Mã Văn Thanh ngơ ngác hỏi, ai biết, Trần Ngọc lo lắng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng thê thảm, so với ác mộng còn kinh khủng hơn. "Kháo a, à, lão tử không muốn còn chưa cưới vợ đã chết a a a." Lúc này, báo con đang từ trong ba lô của Trần Ngọc chui ra ngoài, định cắn lấy người gần nó nhất đúng lúc Mã Văn Thanh quay đầu lại, bị báo con đớp một phát vào mặt. Cho dù trong một giây cuối cùng của cuộc đời, ta thà rằng cùng chủ nhân của người chứ không thèm cái trò nhân thú báo con dùng ánh mắt coi thường nhìn chăm chú vào Mã Văn Thanh. Một người dẫn đường trong đội của Kim Lão Đại thấy bên ngoài bầu trời tối đen, tia chấp gần trong gang tấc, cả người run rẩy quỳ xuống, đây là hải thần nổi giận. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Quỳ xuống theo hắn còn có thủy thủ đoàn và mấy tên tay chân, những người khác cố gắng cố định thân thể chặt chẽ vào bất cứ vật gì. Trần Ngọc bất chợt thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, ôm báo con suýt nữa văng ra ngoài giữa lúc lay động kịch liệt, cậu tựa hồ có ảo giác con tàu như bay lên. Không một ai trông thấy, giờ phút này dưới đáy biển, ở đỉnh thủy động, nham thạch áp bên trên bị một con vật khổng lồ màu xanh phá vỡ, móng vuốt của nó thò ra ngoài. Khi Trần Ngọc Kiệt sức giã rời, con tàu giống như bị hung hăng vứt lại mặt biển, rung chấn khổng lồ, khiến cho người trong khoang tàu kêu la thảm thiết. Thần A, Thượng Đế A, Lão Tử vẫn còn sống. Mã Văn thanh kích động víu lấy cửa sổ mà nhìn. Trần Ngọc xoa xoa bả vai TheOpsilon.ng chúng phong hàn. Trên thực tế, nếu không phải là phong hàn, TheOpsilon.ng vào cánh cửa, cậu sẽ khó chịu hơn nhiều. Trần Ngọc cũng nhìn ra ngoài, bầu trời cư nhiên đã trong xanh trở lại. Giống như cơn ác mộng đột nhiên chấm dứt, bên ngoài gió êm sóng lặng, thậm chí có chú chim biển bay tới đậu lên lan can. Mọi người cẩn thận bước ra cửa khoang tàu không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp. Lão đại, tàu bắt được tín hiệu rồi. Thuyền trưởng hưng phấn chạy về phía bong tàu, hồi báo với vưu bộ trưởng, chỉ có điều vị trí của chúng ta bây giờ rất kỳ quái, cơ hồ sắp đến Đài Loan rồi. Vưu bộ trưởng ngẩn người, ngay sau đó nói, lập tức đi ngược lại, đi, ta đi xem thử. Vừa nói vừa đi theo thuyền trưởng đến buồng lái, từ dưới đáy biển ra ngoài quá vội vàng, tàu của Kim Lão Đại và Từ Lão ra Tử bởi vì không thấy bóng dáng, cũng không có thời gian tìm kiếm, mọi người liền chen chúc lên tàu của Vưu Bộ trưởng. Cũng may tàu khá lớn, sau khi trải qua cực độ sợ hãi cùng nguy hiểm, ai nấy đều thả lỏng ở trên bong hoặc trong khoang tàu nghỉ ngơi. Giáo sư An bắt được liên lạc với đám người ở sở nghiên cứu, sau khi báo cáo đã đem người cứu trở về cũng bắt đầu hưởng thụ thời khắc An nhàn hiếm thấy không ai chú ý đến mục tin tức đang phát trên TV trong đại sảnh, mới vừa đây, trên vịnh Tokyo của Nhật Bản, tam giác rồng, ở giữa quần đảo Ogasawara, đảo Guam và đảo Yap phía tây Đài Loan của Đông Á đột ngột xuất hiện sóng lớn, sương mù, cuồng phong, tín hiệu vô tuyến của thuyền bè phụ cận đều bị gián đoạn, mất liên lạc. Có thuyền viên quay lại cảnh khu tam giác rồng, giữa cuồng phong tựa hồ có một vật thể màu đen khổng lồ bay ra ngoài, quanh quần trên không trung giống như thần long cổ đại của Trung Quốc, mấy phút sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tượng kỳ quái này có phải do lực lượng thần bí trong tam giác rồng gây nên hay không, trước mắt các chuyên gia còn đang trong quá trình nghiên cứu. Mà từ mười mấy năm về trước, các nhà khoa học người Anh đã cho rằng trên thượng tầng phía Nam Thái Bình Dương đã từng tồn tại một đại lục cổ xưa, trên đại lục nghề đi biển và kiến trúc đều cực kỳ phát triển, đáng tiếc do động đất và núi lửa phun trào, văn minh cổ xưa đó đã bị hủy diệt chìm sâu xuống đáy biển. Trần Sâm nghiêm khắc dặn dò Trần Ngọc không cho chạy loạn, lại giao cho Liên Sinh coi chừng, trở về Phong Nghiên cứu Thần Công Tập. Phong Hàn ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, Trần Ngọc dĩ nhiên biết, nhưng cậu cũng không nhìn lại hắn. Chúng ta phải trở về, nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn chúng ta sẽ đến nơi khác. Người kia sắp hết thời gian rồi, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất hành động. Rất nhanh, chúng ta có thể tìm tới cái người đứng đằng sau tất thảy kia. Thanh âm của Phong Hàn lãnh đạm mà kiên định, nhưng ý vị hơn nhiều so với trước đây.ít nhất hắn vẫn giải thích cho Trần Ngọc chuyện mà họ cần làm, mà không phải chỉ đơn thuần ra lệnh. Người kia khiến ta mất đi thứ quan trọng nhất, dùng thanh long hoàn khống chế tính mạng của ngươi nhưng người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn phải trả một cái giá thật lớn. Trần Ngọc vốn toàn thân đều mệt mỏi khó chịu, buồn ngủ nhưng lời nói của Phong Hàn khiến tim cậu đập chậm một nhịp. Người sắp đạt tất cả, không phải là cậu sao? mặc dù đáng hận chính là bản thân cậu một chút cũng không biết gì hết, chưa nhắc đến nhiều người vô tội khác. Ý của ngươi là, Trần Ngọc lắp bắp hỏi, lần sau ra ngoài còn phải mang theo ta. Phong Hàn Kỳ quay nhìn Trần Ngọc, đương nhiên, có lẽ ta không cần đi đâu, thần công tập tra đang giữ có thể sẽ tìm được cách tháo bỏ thanh long hoàn. Trần Ngọc dưới ánh mắt cực độ trong suốt thản nhiên mà soi mói của hắn, có chút không nói lên lời. Người đương nhiên phải đi với ta, Phong Hàn dứt khoát nói, Hắn đã chú ý tới ngươi, về sau không ở bên cạnh ta, ngươi rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, tế phẩm thân ái à. Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn đền bù cho ngươi? Dù sao, là hắn đã biến ngươi thành tế phẩm. Không, ta tuyệt không muốn đền bù gì cả. Nội tâm Trần Ngọc thét lớn, ai biết sai lầm ở khâu nào, cậu cư nhiên lại thành tế phẩm. Nhưng từ bức thư và cái hộp trong ngực suy đoán mà ra, cậu vô cùng có thể chính là đại boss ở sau lưng bố trí tất cả rồi kiêm luôn cả việc là người bị hại, nhưng những điều này cậu tuyệt đối không muốn tìm hiểu. Trần Ngọc có sự cảm, chân tướng nhất định không phải là điều cậu muốn biết. Lại nói, phải giúp người khác tìm hiểu những việc mình đã làm trước đây, sau đó đối phó với mình, chuyện này cũng không lấy gì làm tốt đẹp. chương 78, Trần Ngọc Hạ quyết tâm vờ như không biết gì cả, cậu không thể tự chui đầu vào giò. Nếu như mọi người biết được chân tướng, mà chân tướng đáng chết lại đúng như những gì lá thư này viết, mình chính là đầu sỏ đứng phía sau, cậu tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Mấu chốt hơn cả, vô luận là Phong Hàn hay Trần Sâm, hoặc là người áo đen, cậu đều không dám chọc vào. Trần Ngọc thậm chí không dám tưởng tượng lúc Phong Hàn biết được chân tướng sẽ có vẻ mặt như thế nào. Sau khi xuống tàu, Phong Hàn nói phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho đám người Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân xong, liền sách hành lý nhỏ gọn đi tới bên cạnh Trần Ngọc, một bộ không thể nghi ngờ muốn cùng Trần Ngọc về Hàng Châu. Trần Ngọc ngơ ngác khẽ liếc phong hàn hoàn toàn chẳng để tâm đến tâm tình thuộc hạ, cậu còn chưa làm rõ được những suy nghĩ dối rắm của mình, nhưng hiển nhiên hiện tại mang phong hàn trở về Hàng Châu không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra, sắc mặt hai người kia đều không tốt, ít nhất ánh mắt Lang Vân nhìn chằm chằm Trần Ngọc đã sắp phun ra lửa. Sắc mặt của vưu bộ trưởng vẫn thâm trầm như cũ, quét qua trần ngọc một cái khuyên nhủ phong hàn bây giờ thời gian rất cấp bách người kia hẳn đã lấy thứ khác bù vào hai vật đó chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn trước khi hắn tìm được món đồ cuối cùng nếu như hắn tập hợp đầy đủ được cả ba món đồ sợ rằng sẽ không bắt được hắn nữa vậy sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn cho ngài đương nhiên chúng ta cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chu toàn bất quá để không xảy ra việc ngoài ý muốn xin ngài hãy đi cùng chúng ta Lăng Vân ở một bên cũng mang theo mong đợi nhìn Phong Hàn, người nọ âm hiểm xảo trá, lần nào cũng không dám đối mặt với ngài, nhưng rất giỏi trong việc dùng những thủ đoạn hèn hạ vô xỉ phá hoại từ bên trong, dù thế nào ngài cũng nên đề phòng một chút. Trần Ngọc vừa nghĩ tới cái người tội ác tài trời mà bọn họ đang nhắc tới rất có thể là mình, liền cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng sau khi buồn bực lại có chút giận dữ, Trần Ngọc cậu mặc dù không tính là người hiền lành, nhưng đối xử với người khác rất nhã nhặn, hiếu thuận trưởng bối, còn vui vẻ giúp đỡ mọi người, trừ gia tộc sản nghiệp, luôn là thanh niên tốt tuân thủ pháp luật. Tại sao kịch bản vừa truyền, không quan tâm đến năng lực tiếp thu của cậu, liền an bài cậu làm kẻ xấu xa như vậy, cậu mới là người vô tội nhất a à? Lăng Vân tận tình khuyên nhủ, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng tràn ngập mong chờ nhìn Phong Hàn, xin ngài theo chúng ta trở về đi thôi, hơn nữa, Trần Gia cũng không phải nơi thanh tịnh gì, lấy thân phận của ngài cần gì đến đó. Trần Ngọc nghe thấy câu nói sau cùng, thu hồi tâm tư, không rảnh cùng Lăng Vân so đo, chỉ đảo mắt liếc Phong Hàn. Phong Hàn nếu quả thật bị bọn họ thuyết phục đi theo, cũng sẽ không kéo cậu cùng vào trong mộ nữa, nhưng mặt khác, hắn có thể trở lại hay không còn là ẩn số. Về phần thanh long hoàn trên cổ cậu, trong thần công tập có ghi chép tỉ mỉ phương pháp chế tác, cho nên Trần Sâm mới liều mạng phá vỡ cam kết không hạ địa của bản thân, theo đội khảo cổ đi biển lúc biết được chuyện này trần ngọc mới hiểu được cha cậu mặc dù biết trong thân thể cậu tồn tại một nhân cách khác mặc dù cực kỳ nghiêm khắc nhưng vẫn thương cậu hơn rất nhiều so với những người khác chỉ có điều tình cảm đó của cha quá mức sâu kín sâu đến mức cậu không nhận ra trần sâm nói cho cậu biết bởi trong thần công tập cung cấp sơ đồ cấu tạo cho dù không thể tháo bỏ thanh long hoàn nhưng vẫn có thể ngăn cản cơ quan nội bộ nó tiến thêm một bước biến hóa nói cách khác lấy được quyển sách đó Vấn đề an toàn của Trần Ngọc không cần phải lo lắng nữa. Thế nhưng, Cùng Phong Hàn từ nay về sau trở thành người lạ. Đây là việc Trần Ngọc không cách nào tiếp nhận, nhất là sau khi cậu đã xác định được tình cảm của mình. Phong Hàn lại không một chút do dự, lãnh đạm nói, "Không, ta ở cùng Trần Ngọc, các ngươi nếu có tin tức gì trực tiếp liên lạc với ta, chúng ta sẽ lập tức đuổi theo." Lời của Phong Hàn khiến cho Trần Ngọc có loại cảm động khó nói rõ nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, chúng ta, chúng ta sẽ đuổi theo là có ý gì? Lăng Vân hung hăng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, muốn nói gì đó, lại bị vưu bộ trưởng bên cạnh khẽ kéo. Vưu bộ trưởng gật đầu một cái với phong hàn, cực kỳ kính cẩn nói, nếu vậy, chúng ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Có tin tức gì, ta sẽ lập tức liên lạc với ngài. Dứt lời, ra hiệu cho thuộc hạ, lôi lăng vân rời đi. Kim ra cùng người của từ ra khi vừa lên bờ liền nhảy bén không tiếng động rời đi trừ người của đội khảo cổ chỉ có trần sâm mã văn thanh và liên sinh đang cười híp mắt đứng ở bên cạnh hai người giáo sư an bày tỏ cảm kích với phong hàn và trần sâm không có hai người họ trước sau gì hai đội khảo cổ cũng sẽ gặp tổn thất nặng nề đỗ cương đơn giản nói lời từ biệt với trần ngọc và mã văn thanh xong lại quay về đội ngũ liên sinh nhìn tấm vé trong tay khẽ cười cười nói xem ra mã văn thanh nói đúng đúng năm tấm vé trần sâm đối với việc phong hàn đi cùng cũng không phản đối thậm chí thái độ của ông với phong hàn còn tốt hơn so với con trai của mình trần ngọc chán nản theo chân lên xe không thể làm gì với cái tên cao ngạo lớn lối nhưng hấp dẫn tầm mắt của mọi người kia cho dù là bản thân cậu không ngừng bị áp bức bóc lột cũng chưa từng phản kháng thành công vào đến bên trong trần ngọc lần nữa đem báo con ném lên giường trừ trần sâm mấy người trẻ tuổi đều ở chung trong một buồng xe đây không phải là lần đầu tiên báo con ngồi xe lửa, khi nó mới vừa cai sữa, đã trở thành con nuôi của Trần Ngọc. Nó cũng không có gì là không thể thích ứng, trên thực tế, giống như tất cả những hài tử ham chơi, nó tha thiết mong người lớn mang nó ra ngoài tàn bộ, chỉ cần không đem nó nhốt vào trong cái bọc lớn nọ. Đó tuyệt đối là ngược đãi trong ba lô tối thui lại chật trội, ngay cả lật thân còn khó khăn. Những người lớn luôn cường thế áp đặt mọi chuyện lên đầu đứa nhỏ thật muốn để cho họ cũng thử chui vào trong ba lô một lần tiểu mập tức giận nghĩ. Sau đó tiểu mập hai chân khoác lên cái bàn duy nhất bên trong buồng xe, nhìn nhìn Mã Văn Thanh phía đối diện đang ăn gì đó, hai mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Mà Phong Hàn ngồi cách báo con không xa, cũng y như vậy ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ đã đến lúc ăn cơm rồi. Trần Ngọc khóe miệng co quắp, khi Phong Hàn nhìn cổ của cậu môi rốt cuộc chịu thua, đi chuẩn bị thức ăn thật muốn để cho những người đã từng mù quáng sùng bái hắn trông thấy, bộ dáng hiện tại của người này vô sỉ vô lại đến mức nào. Trong lòng oán trách là một chuyện, thói quen bị chèn ép khiến Trần Ngọc nhanh chóng đến toa ăn lấy đồ ăn về, cậu thậm chí còn mang cả nước uống dù Phong Hàn không yêu cầu và thịt cho báo con. Phong Hàn yêu nhã ngồi vào bên cạnh bàn, báo con run rẩy nhưng không tránh ra, chỉ dịch dịch lui vào trong, cẩn thận cúi đầu ăn thịt bò trong bát của nó, nó cho rằng lúc ăn cơm, phong hàn sẽ không hăng hái ngược đãi nó liên sinh tay nâng cằm có phần hứng thú nhìn một nhà ba người này rốt cuộc không nhịn được nói a à ngọc sao khi ở bên sư phó không thấy ngươi kiên nhẫn đến vậy lão ra từ mỗi lần muốn ăn cơm ngươi nấu cũng phải nịnh ngọt thật lâu động tác của trần ngọc khượng lại nhớ đến ông nội khôn khéo y hệt hồ ly trên mặt liền vui vẻ khác với trần sâm luôn nghiêm khắc trần gia gia đối với đứa cháu trai bảo bối duy nhất này vô cùng sủng ái mặc dù chấp nhận chủ ý trần ngọc không tiếp nhận trần gia cũng đáp ứng trần sâm không dạy trần ngọc bất kỳ kinh nghiệm hoặc thủ pháp hạ mộ nào nhưng vẫn dạy cho trần ngọc không ít những thứ tạc nham mà vô cùng hữu dụng tỉ như mở khóa thậm chí trần ngọc còn hoài nghi mình lúc bé xem trộm bí ký phong thủy của ông lão gia tử cũng biết chỉ là cố ý không nói mà thôi khổ liên ca thật ra thì ta vẫn kiên nhẫn như vậy chẳng qua là ngươi không phát giác ra đó thôi đúng rồi Ta còn có đồ gửi tạm ở chỗ ông nội, chờ sau khi trở về, ta qua đó một chuyến." Trần Ngọc cố gắng rời đề tài, cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện mình thật mất thể diện khuất phục dưới cường quyền. "Ân, lão gia từ đại khái cũng muốn gặp ngươi." Liên Sinh chừng mắt nhìn, đối với tâm tư của Trần Ngọc nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn đi theo chủ đề của Trần Ngọc. Mã Văn Thanh ăn uống no say, dựa vào gối đầu thở dài nói, "Đáng tiếc mấy thứ trên thuyền, còn có bảo bối vô số trong tần mộ." Trần Ngọc mắt trợn trắng, theo ta nghĩ, có thể sống sót ra ngoài chính là thứ quý giá nhất. Mã Văn Thanh chập một tiếng, tiện tay lục lọi trong ba lô của mình, lấy ra một thứ dùng giấy bao lại, ân, xem thử cái này. Trần Ngọc nghi hoặc nhận lấy, vạch đám giấy phía ngoài lên, bên trong là một cái bát ngọc cao 5 phân, đường kính 10 phân. Liên sinh cười rộ lên, được đó, không hổ là người của mã gia, bát ngọc thời tần, thứ này so với mấy viên đan dược kia giá trị hơn nhiều. Mã Văn Thanh lập tức hớn hở ra mặt, đem bắt ngọc bảo bối cẩn thận thu hồi, nói không uổng công lão tử nãy lâu như vậy, lần này không tay trắng nữa rồi. Trần Ngọc nhớ đến cảnh tượng Kim Lão Đại thu lấy mấy viên đan dược giống như bảo bối, không khỏi hỏi Kim Lão Đại phí sức đến đảo hải đấu, chỉ vì mấy viên đan dược. Trên mặt liên sinh có chút ý vị châm trọc, đáp, người ta sau khi có tiền cùng quyền lực, sẽ hứng thú với những thứ hư ảo đó thế nhưng cho dù trên đời này thật có thứ khiến ta trường sinh cũng tuyệt đối không phải là đan dược của tần nhị thế nếu không sao tần nhị thế còn giam mình trong thạch thất nhiều năm như vậy ta thấy đan dược đó không có vấn đề mới là lạ trên chiếc xe đi trường xa tất cả mọi người bên trong buồng xe sau khi cơm nước no nê liền mơ màng ngủ vì vậy động tĩnh dù rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng sau khi một thanh âm giản vỡ thanh thúy vang lên, kim lão đại mơ mơ màng màng hỏi tiếng gì vậy. Mập mạp bên cạnh hắn cố gắng mở mắt ra nhìn, đáp không có gì à. Nói rồi chờ mình, chưa đầy hai giây, tiếng ngáy rung trời lại cất lên. Kim lão đại nhíu nhíu mày, cũng thấy mình quá đa tâm, xoay người tiếp tục ngủ. Sau khi xuống xe lửa, Trần Ngọc do dự trong chốc lát, hay là qua chỗ ông nội trước, định bụng lấy lại cái hộp, dù sao đó cũng là thứ có thể làm bại lộ thân phận của cậu giấu đi sẽ ổn thỏa sáng sớm đến chỗ lão gia tử lão gia tử rất cao hứng giữ trần ngọc lại cả ngày bảo trần ngọc xuống bếp làm vài món mở bình rượu trắng để cho trần ngọc phụng bồi uống vài chén sau khi biết được mục đích của trần ngọc lão gia tử trầm tư một lúc quay đầu lại lấy cái hộp ra giao cho trần ngọc hỏi a ngọc vật này từ đâu mà có trần ngọc trong lòng khẽ giật mình vừa rót rượu cho lão gia tử vừa đáp thì là từ trong sa mạc lấy được cũng không rõ bên trong có thứ gì ta nói trước lúc người biết rõ thứ ở bên trong tốt nhất đừng mở cái hộp này ra trần gia lão gia tử thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm túc nói thấy vẻ mặt nghi hoặc của trần ngọc trần lão thái gia tiếp tục lên tiếng ta đã thử nhưng không mở được trần ngọc cả kinh cậu không ngờ trần lão thái gia sẽ có hứng thú với cái hộp này Càng không ngờ rằng đến ông nội cậu mà cũng không thể mở nó ra bàn về thủ nghệ mở khóa trần gia lão thái ra so với trần ngọc lợi hại hơn rất nhiều hơn nữa ta đã dùng rất nhiều phương pháp đều dò xét không ra bên trong là vật gì chỉ xác định vỏ ngoài của hộp có chức năng ngăn bức xạ cực mạnh cho nên mặc dù có thể là vật cực kỳ chân quý nhưng mà cũng có thể đồ vật bên trong vô cùng nguy hiểm trần ngọc thất thần cậu quả thật định len lén xem thử bên trong là cái gì lời của lão gia tử khiến cậu tỉnh ngộ chỉ nghĩ đến vấn đề thân phận mà quên mất thân phận này có thể mang đến nguy hiểm bồi lão gia tử một ngày trần ngọc cũng không dám qua đêm buổi tối cầm theo cái hộp phiền muộn trở về chỗ ở của mình cậu không nhìn thấy ở đằng sau ánh mắt trần lão gia tử cau mày suy nghĩ sâu xa sau khi về nhà khi phong hàn không chú ý trần ngọc bèn giấu cái hộp đi trong nhà không có động tĩnh phong hàn hình như đã ngủ trần ngọc đã sớm chuẩn bị thức ăn cả một ngày cho phong hàn và báo con chắc hẳn không có vấn đề gì trần ngọc rón rén vào phòng tắm tắm rửa mặc áo tắm ra ngoài ở trong căn nhà quen thuộc khiến cho cậu cảm thấy toàn thân thả lỏng trần ngọc do dự bước về phía phòng mình bởi vì cậu không xác định bây giờ có bị người ta chiếm đoạt hay không sau khi người kia đến đây việc đó xảy ra như cơm bữa Lúc Trần Ngọc đẩy cửa phòng ra, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra kéo cậu vào. Lưng Trần Ngọc cứng đờ, sau đó phát hiện cậu và Phong Hàn đang dùng một tư thế cực kỳ ái muội chặt chẽ dán vào nhau, hơi thở nóng hổi phả trên cổ cậu. Ánh mắt Trần Ngọc không tự chủ liếc thấy hình ảnh trên máy vi tính đặt trong phòng, cậu cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, cái bánh tông thượng cổ này cả ngày lẫn đêm đang xem cái gì kia. Thật không lành mạnh sau đó cậu không có thời gian suy tư cùng oán trách nữa, một cái tay nâng cầm cậu, rồi đôi môi mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoai áp xuống, có chút thô bạo, bắt đầu công thành đoạt đất. Trần Ngọc sau một khắc choáng váng ngắn ngủi, phản kích lại, cậu chủ động khiến cho người kia càng thêm hưng phấn. Đợi hai người ngừng lại, trong bóng tối chỉ còn tiếng thở dốc rồn rập. Muôn như vậy mới về, Phong Hàn bất mãn oán giận. Ta rõ ràng đã nói với ngươi, Trần Ngọc giải thích, nhiệt độ của hai người giao hòa, thật ra thì cảm giác vô cùng thoải mái. Phong Hàn ôm lấy tấm lưng thon gầy của Trần Ngọc, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cậu, ngăn chặn lời nói kế tiếp, sau đó đem cậu đè xuống giường. Trong đêm tối, báo con trên ghế salon dùng hai cái móng vuốt che mặt, rồi nhìn lén từ phía sau, ngao, Phong Hàn lại đang khi dễ Trần Mụ Mụ. Chương 79 Tay Trần Ngọc vô ý thức nhẹ nhàng đỡ Upsilon.ng chạm đến một nơi, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu bèn suy nghĩ tính toán làm cách nào để khiến phong hàn buông tha không lôi theo mình cùng hạ điện nữa. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp hiện tại tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão, hơn nữa cậu tin chắc rằng sự bình lặng này sẽ không kéo dài được lâu. Gây gấu nhất chính là chỉ có Trần Ngọc cảm thấy lo lắng yêu phiền, Phong Hàn vẫn phụ trách việc chiếm cứ phòng cậu, vung tiền của cậu hưởng thụ cuộc sống, sau đó nếu có tin tức liền kéo cậu lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhất, cùng nhau điều tra nợ cũ năm xưa của hắn. Trần Ngọc chờ mình, khó nhọc đẩy cánh tay trên người cậu ra. Sau đó, ôm lấy vật nhỏ lông xù đang nằm trên ngực mình, là tiểu mập, thằng nhãi này không biết từ lúc nào thì bò lên giường, ném sang chỗ cái tên bên cạnh, tiếp tục suy tính. Đầu tiên, có phong hàn ở bên, vấn đề an toàn không cần lo lắng, hắn mang lại cảm giác an toàn cho cậu hơn bất kỳ một người nào khác, nguy hiểm và khó khăn luôn giải quyết dễ dàng. Ngược lại, cũng đừng mong hy vọng có đường chạy trốn. Tiếp theo, Trần Ngọc vô ý thức liếc nhìn mấy quyển album đặt trên tủ đầu giường, đại khái là ngày hôm qua Phong Hàn trong lúc nhàm chán lấy ra xem. Trần Ngọc hai mắt sáng lên, chợt có chủ ý, lão Dương hàng xóm kiêm bạn học cao trung trước đây của cậu làm trong bệnh viện thành phố, có lẽ lão Dương sẽ bằng lòng giúp cậu làm giả giấy khám bệnh và giấy nhập viện. Ừm, tốt nhất chọn loại bệnh nào phải nằm viện trị liệu một hai tháng cùng lắm thì bị lão dương mỉa mai lúc cần đến hắn thì ân cần, xong việc thì vứt hắn qua một bên thôi, dù sao cuối cùng lão dương sẽ luôn giúp cậu. Giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, tâm trạng Trần Ngọc thoải mái hẳn, đảo mắt liền trông thấy một gương mặt gần trong gang tấc đang chăm chú tìm tòi theo dõi cậu. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn phong hàn một lát, đối mặt với đôi mắt tỉnh táo mà trong suốt kia. Trần Ngọc liền cảm giác những tâm tư nhỏ mọn không thể cho ai biết của mình toàn bộ bị xuyên thấu đành lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi tỉnh từ lúc nào? Lúc ngươi lấy tay chọc chọc ta, Phong Hàn hứng chí bừng bừng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, hỏi, mặc dù ngươi đêm qua khóc nói không cần, động tác ban nãy của ngươi có phải hay không quyết định tới lần nữa? Ta cũng không ngần ngại, Trần Ngọc vèo phát ngồi bật dậy, mặc dù lưng eo cực kỳ khó chịu, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Đồng thời cách xa chiếc giường lớn thoải mái mềm mại mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa trước kia, luôn miệng phủ nhận, kháo nhưng ta ngần ngại. Ta tuyệt đối không có ý đó, trừ phi chúng ta thay đổi vị trí trên dưới, ta sẽ suy nghĩ lại, lời này, Trần Ngọc đương nhiên không dám nói ra. Trên thực tế, cậu cũng không dám làm, kiên quyết từ chối ý tốt hiếm thấy muốn giúp cậu trà lưng của Phong Hàn, Trần Ngọc nhanh chóng vọt đến cửa phòng tắm. Phong Hàn vẻ mặt tiếc nuối thu hồi tầm mắt, quay đầu lại thấy báo con đang mơ mơ màng màng, màng chảy nước miếng trên đùi mình. Phong Hàn sách gáy báo con, nhấc nó lên. Trực giác nhạy cảm của giã thú khiến cho tiểu mập lập tức ý thức được nguy hiểm, vừa mở mắt liền trông thấy cảnh tượng kinh khủng nhất mà nó chỉ có thể tưởng tượng ra, phong hàn đang mặt đối mặt theo dõi nó. Tiểu mập thật ra vẫn được cho là một trong những con báo hiểu lễ nghi nhất từ trước tới nay, nhưng hiện tại nó trợn tròn mắt, liều mạng dẫy dụa thân thể mập mạp trơn bóng, đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Phong hàn nhăn mày, không chắc có phải lúc xuống mộ tần nhị thế gặp phải cái nữ đội viên tên là Thanh gì đó mà nó bị nhiễm thói xấu hay không. Khi ấy, nữ đội viên đó năng lực tiếp thu rõ ràng quá kém luôn luôn thét chói tai. Phong Hàn rất khó hiểu, nhưng khi hắn hỏi Trần Ngọc, Trần Ngọc bày tỏ lười phải giải thích với hắn. Nhìn báo con thất kinh một lúc, tiện tay vứt nó xuống ghế lông, Phong Hàn chuẩn bị đến nhà bếp xem thử. Báo con cẩn thận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phong Hàn, phát hiện phong hàn quả thật không định tiếp tục giày xéo nó nữa mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ghế sa lông ế phong hàn bỏ qua cho nó không biết tại sao tâm tình phong hàn hôm nay không tệ có lẽ hắn khi dễ xong trần ngọc liền không còn ý định tiếp tục tạo nhiệt mụ mụ đáng thương trần ngọc từ trong phòng tắm ra ngoài thần thanh khí sàng định bụng xuống bếp hoàn toàn không hề hay biết mình được báo con đồng cảm xem thử khí trời bên ngoài cùng vị trí của mặt trời bọn họ đại khái ăn cơm chưa xong sẽ đi dạo một vòng. Trần Ngọc Tính hào hào hưởng thụ một ngày ánh nắng mặt trời rực rỡ, cậu cảm thấy kể từ lúc gặp được phong hàn, cây ung trong lòng luôn kéo căng, chưa một lần thả lòng. Mà hiện tại, tựa hồ không có bất kỳ lý do nào ngăn cản cậu hưởng thụ cuộc sống. Thấy phong hàn đang lục lọi nhà bếp, Trần Ngọc nói, ta lập tức nấu cơm, ngươi ở phòng khách đợi một lát, ngươi có thể xem, ớ, tivi, máy vi tính gì đó, vẫn là quên đi. Phong Hàn hài lòng nhấc chân đi ra ngoài, Trần Ngọc từ nhỏ đã ở một mình, tải nấu nướng tương đối khá. Về phần Phong Hàn không làm việc nhà, Trần Ngọc cũng đã quen rồi. Chờ dầu nóng, khi Trần Ngọc xoay người lại cầm miếng thịt lên, lại phát hiện báo con đang nằm bên cạnh cái thớt, nước mắt lưng tròng nhìn mình, hiển nhiên vì không dám đợi cùng Phong Hàn, bèn trốn tới phòng bếp. Bất quá, khiến Trần Ngọc ngạc nhiên chính là, tiểu mập nằm ở bên cạnh đống thịt bò mới thái, cư nhiên thở ơ. Nó đang chờ mình nấu chín thịt, thế nhưng, điều này không phù hợp với bản năng của một con báo, Trần Ngọc vừa muốn cười ra tiếng, lại có chút sầu lo, cậu chợt hoài nghi đem báo con rời khỏi sa mạc, có phải sai lầm rồi hay không? Cứ theo đà này, về sau lúc tiểu mập muốn trở về trong thiên nhiên rộng lớn, có thể tự mình sinh tồn được chăng? Nhíu nhíu mày, Trần Ngọc lấy cái bát dùng cho tiểu mập gắp mấy miếng thịt bò sống đưa tới trước mặt nó, sau đó quan sát. Sự thật chứng minh gen hoang dã của tiểu mập cũng không vì hoàn cảnh sinh tồn thay đổi mà vặn vẹo biến dị, liếc nhìn cái bát trước mặt nó, tiểu mập lập tức nhào qua ngấu nghiến miếng thịt. Biến hóa duy nhất của nó đại khái là, thân là con báo do hai con người nuôi dưỡng, tiểu mập tự cho mình là động vật cao quý phải đợi người ta đem thức ăn đưa đến trước mặt mới động. Trần Ngọc tò mò nhìn chằm chằm báo con, phát hiện nó ăn xong liền quay hai mắt tỏa sáng nhìn mặt thớt. Mặc dù thịt tươi không ngon bằng thịt chín, nhưng một chút xíu kia hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề no bụng. Trước lúc báo con nhào tới mặt thất Trần Ngọc đã túm nó lên đặt xuống đất. Quả nhiên, nhà bếp cũng không phải nơi trẻ con nên đến. Báo con có chút bi thương ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Ngọc, cuối cùng dùng hai chân trước ôm lấy ống quần Trần Ngọc, ngao ô ngao ô kêu lên. Trần Ngọc đầu đầy hắc tuyến không thèm quan tâm báo con bị kéo lê theo cái chân mình tiếp tục nấu cơm ăn cơm chưa xong dưới sự đề nghị của Trần Ngọc hai người một báo ra ngoài dạo phố trừ việc đi hóng gió một chút Trần Ngọc thật ra thì còn có mục đích khác trong tay cậu còn không ít hàng cần phải giao nhận một phen tiện tay xách ba lô lên Trần Ngọc do dự trong chốc lát không đem báo con đặt trong ba lô nữa bởi vì có báo con Trần Ngọc quyết định lái xe đi. Phong Hàn ngồi ở ghế phụ đang nghe điện thoại, vừa bộ trưởng để tiện liên lạc đã thỉnh cầu Phong Hàn trang bị một chiếc di động. Báo con ngồi ở phía sau bám vào cửa kính xe, hai mắt phát sáng nhìn bên ngoài. Mỗi khi bắt gặp chó hoặc mèo, nó sẽ hưng phấn thật lâu. Trần Ngọc vừa lái xe vừa bất động thanh sắc chú ý Phong Hàn bên cạnh. Phong Hàn tiếp điện thoại sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt hờ hững, nghe đầu kia hồi báo thỉnh thoảng ừ mấy tiếng cho đến khi hắn cúp điện thoại. Trần Ngọc vẫn như cũng nghe không ra nội dung gì, nhưng phát hiện Phong Hàn cao mày. Trần Ngọc làm bộ như thờ ơ hỏi, thế nào? Phong Hàn trầm mặc, cầm lên cái bật lửa Trần Ngọc tiện tay để ở trên xe không ngừng bật lại tắt, sau đó ra quyết định, quay đầu nhìn Trần Ngọc, đáp, nửa tháng sau, chúng ta lên đường. Cái, cái gì? Trần Ngọc cả kinh, dừng xe ở bên đường, hỏi, sao gấp như vậy? Chẳng lẽ, đã có động tĩnh? lần trước vư bộ trưởng nói với Phong Hàn ít nhất cũng cần 2-3 tháng. Phong Hàn gật đầu, Trần Ngọc cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Cậu còn chưa kịp đi làm giấy tờ giả, mà Phong Hàn đã thấy cậu dự tính hết thảy. Vốn định mấy ngày nữa đến bệnh viện, Trần Ngọc quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lão Dương. Trần Ngọc lái xe đến một một ngõ nhỏ, chỉ vào bên trong một tiểu sao 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 nói, ta qua đó đưa ít đồ, ngươi và tiểu mập ở trong xe chờ ta phong hàn từ trong trầm tư ngẩng đầu nhìn trần ngọc mấy giây nói không ta đi cùng ngươi không không cần thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải trần ngọc lắp ba lắp bắp nói phong hàn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu vậy sao cậu có thể đi làm giấy tờ giả được phong hàn đã phối hợp mở cửa xe bên kia đi xuống đứng ở ngoài mất kiên nhẫn chờ trần ngọc đang thành thật ngồi trong xe thở dài trần ngọc nhận mệnh xốc ba lô lên vỗ vỗ đầu báo con bảo nó chờ ở trong xe rồi xoay người bước xuống đi tới cửa tiệm phong hàn ngừng lại điện thoại của hắn lại vang lên trần ngọc bước vào trong cửa hàng trước tiểu nhị vừa thấy cậu cười cười để cho trần ngọc đi vào phòng trong gặp ông chủ những món hàng mà trần ngọc mang tới tương đối khá ông chủ tề vượng mừng rỡ nói thẳng chỉ chưa đầy một tháng là có thể bán ra hơn nữa ra tiền tuyệt đối làm cho người ta hài lòng tiểu trần quy cổ củ cũ đến lúc đó ta sẽ không bảo a à đào đưa chi phiếu nữa mà trực tiếp chuyển khoản cho ngươi tề vượng cười híp mắt châm trà đưa cho trần ngọc một chén trần ngọc do so dự một chút cầm lấy giấy bút viết xuống một cái tên cùng số tài khoản nói ông chủ tề nửa tháng sau nếu như ta không liên lạc lại với ngươi ngươi liên chuyển tiền vào tài khoản này tề vượng đưa mắt nhìn tờ giấy tên tài khoản chính là mã văn thanh hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trần ngọc sắc mặt nghiêm túc thấp giọng hỏi, ngươi gặp phiền toái. Nếu có chuyện gì có thể nói với vượng ca ta, dù sao ta lăn lộn trong giới này đã lâu, vẫn có chút quen biết. Trần Ngọc tuy còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt tinh chuẩn độc đáo, mang đến đều là hàng tốt, mấy tay già đời khác còn không bì kịp cầu. Lại thoải mái hơn mấy tên lọc lõi, tề vượng dĩ nhiên không muốn mất đi một khách hàng như vậy. Trần Ngọc cười lắc đầu, vượng ca suy nghĩ nhiều, trong nhà có chút chuyện, có thể phải đi xa một chuyến. Tề vượng nhìn ra Trần Ngọc không muốn nhiều lời, lập tức cười bồi. Trần Ngọc nhớ đến Phong Hàn đứng chờ ở cửa, không nói thêm nữa, kiểm lại, hàng, rồi cáo từ ra khỏi tiểu sao sao sao. Thế nhưng, ngoài cửa không có ai cả, Trần Ngọc thấy kỳ quái, chìa khóa xe cậu vẫn đang cầm, Phong Hàn không thể nào trở lại xe, hắn đi đâu. Vừa đi về, Trần Ngọc vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Phong Hàn. Xem ra, đề nghi của vưu bộ trưởng là chính xác ngõ nhỏ chạy theo hướng Nam Bắc, bên trong còn có ba con đường khác giao với nhau thành hình chữ T. Cuối ngã ba, cách phía trước không tới 10 m chính là nơi Trần Ngọc đỗ xe, cậu thậm chí còn có thể thấy báo con đang ở bên trong cười híp mắt vẫy vẫy đuôi. Tìm được số của Phong Hàn, đang định nhấn gọi, một đôi tay bất ngờ vươn ra kéo Trần Ngọc lại. Trần Ngọc cả kinh, nơi đây cậu vô cùng quen thuộc, bên trong này chỉ có hai tiểu viện độc môn, hơn nữa bởi vì chủ nhân chuyển đi nên quanh năm vắng vẻ là ai, có mục đích gì, chiếu theo lực độ của bàn tay trên cổ mình, Trần Ngọc nháy mắt đoán được người này tuyệt đối không phải muốn đùa dẫn cậu. Chẳng lẽ là ăn cướp, Trần Ngọc nói không ra lời, tay cố gắng sờ soảng ba lô bên cạnh, ở trong đó có thanh trùy thủ ngắn. Người phía sau hừ một tiếng, Trần Ngọc cảm thấy tay bị dùng sức bẻ ra sau, đau đến chảy nước mắt. Không nhịn được chửi thầm trong lòng, mụ nội nó chứ, có ân oán gì mà phải chạy tới tận hàng châu ám toán cậu mau, mang đi, một lúc nữa hắn sẽ quay lại. Một giọng nữ thanh thúy lo lắng cất lên, là bọn chúng cố ý dụ phong hàn đi. Hơn nữa, Trần Ngọc cảm thấy giọng nữ thanh thúy kia có chút quen tai, nhưng bởi vì đưa lưng về phía hai người, cậu không nhìn thấy được diện mạo của họ. Sau đó, Trần Ngọc nhanh chóng bị kéo lê đến tận cùng bên trong một tòa tiểu viện, trên cửa khóa sắt hoen gì vẫn còn. Nhìn gần mới biết đã bị mở ra, hai người nhanh nhẹn nhẹ nhàng lôi Trần Ngọc vào viện cho vào bao, không nghe lời trước cứ đánh mất hắn. Giọng nữ lại cấp tốc vang lên, sau đó mở cửa đi vào trong nhà. Trần Ngọc nghe thấy sau lưng có tiếng băng dính bị xé rách, nhất thời nóng này. Chẳng lẽ dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt cóc, nếu như cậu la lên, hậu quả. Phía sau có tiếng gió, cánh tay đang siết chặt Trần Ngọc chợt buông lỏng. Trần Ngọc không suy nghĩ nhiều, dùng sức nhào sang bên phải, vốn định liều mạng chạy ra cửa, nhưng phát hiện trong sân lại tới một người hơn nữa còn đang đánh nhau với nam nhân bắt cóc cậu người tới sau vóc dáng không cường tráng bằng nam nhân bắt cóc trần ngọc nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt đảo mắt đã đạp trúng hai chân của nam nhân khi nam nhân lần thư té xuống đất một nữ nhân từ bên trong chạy ra kéo nam nhân đáng nằm trên đất chạy về phía sau trần ngọc đem băng dán ở cổ tay vứt dưới chân khoảnh khắc khi hai người kia chạy ngang qua ngừng đầu lên nhất thời sững sờ tại chỗ nữ nhân kia cậu biết là Vương Miêu. Vương Miêu tốt nghiệp trước Trần Ngọc, là người cùng đi Vân Nam khảo sát cố mộ Thanh Triều. Lúc ấy Vương Miêu bị gấu chó mù cánh tay, trên mặt cũng bị thương nhẹ, ở lại nhà người dẫn đường dưỡng thương. Đợi bọn họ từ mộ Thanh Triều ra ngoài, Vương Miêu đã mất tích cùng người trong thôn. Vì thế, giáo sư Vương tuổi tác đã cao bị kích động, trở về thần trí cũng có phần hoảng hốt, sau đó từ trước một mực an dưỡng ở bệnh viện còn giáo sư tiền thì vẫn không ngừng tìm kiếm vương miêu. Cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, thật ra từ trước tới nay cô ấy là do nữ dẫn đường lê mã giả trang thành. Không, không đúng, Trần Ngọc cao mày suy nghĩ, có chỗ nào đó không ổn. Trần Ngọc, còn nhớ ta không? Lúc này, thanh niên cứu Trần Ngọc chợt lên tiếng. Trần Ngọc lại sướng sờ, thanh âm này quen thuộc đến mức cậu cơ hồ không thể tin được, hôm nay gặp quá nhiều ký rồi cậu bước vài bước, đi tới trước mặt thanh niên, kéo hắn lại gần. Chương 80. A cát, khi Trần Ngọc nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên, không khống chế được kêu lên một tiếng, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của thanh niên, mang theo kích động cùng vui mừng, tới cứu cậu lại là thiếu niên trẻ tuổi dẫn đường A cát trong sa mạc kia. Đối với thiếu niên đã từng cứu mạng mình này, Trần Ngọc vẫn luôn để ở trong lòng, hơn nữa mỗi lần nhớ tới đều vô cùng áy náy. Cho dù không phải vì lời tiên đoán kia, A à cát cũng là vì cứu cậu mà bị giữ lại trong quỷ thành ở sa mạc. Sau khi trở về Hàng Châu, Trần Ngọc không chỉ một lần thăm dò về sa mạc quỷ thành, liên quan đến lịch sử địa lý trên mạng rất dễ dàng tìm được tư liệu liên quan, nhưng phần lớn đều là suy đoán đủ loại, nội dung đề cập tới nguồn gốc kết cấu địa mạo đều chỉ nói sơ qua vài nét. Về phần lời nguyền trong truyền thuyết, năng lực thần bí của nữ vương thì càng viết càng huyền bí, trời ơi đất hỡi cùng hiểu biết từ trước đến nay của trần ngọc là hai việc khác nhau hoàn toàn không thể lấy ra tham khảo khi trần ngọc thúc thủ vô sách a à cát thế nhưng cứ như vậy xuất hiện trước mặt cậu khiến cho cậu vừa mừng vừa sợ thậm chí còn hoài nghi có phải ảo giác hay không a à cát nhìn cậu không chớp mắt khẽ mỉm cười nhẹ giọng khẳng định hồi đáp là ta ngươi thoát được thật tốt quá sao ngươi có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái đó trần ngọc thở phào nhẹ nhõm cũng vì A Cát mà cao hứng tự đáy lòng. A Cát vẫn như cụ yên lặng nhìn chăm chăm Trần Ngọc, sự tính sợ trong mắt hắn dần dần biến thành nghi hoặc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trần Ngọc để ý thấy tay phải của A Cát có chút run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve chán cậu, gương mặt, cậu trừng mắt nhìn, có phần không kịp phản ứng. Cuối cùng A Cát thở dài, chợt dùng sức ôm lấy Trần Ngọc. Vóc dáng của hắn thấp hơn so với Trần Ngọc, khí lực hai tay lại rất lớn, gắt gao ôm siết Trần Ngọc nói ta đã ra rồi, ngài không cần để tâm chút chuyện trước kia nữa. Chỉ là không ngờ ngài đã đến tần mộ dưới đáy biển mà vẫn không nhớ ra. Bất quá xin ngài yên tâm, ta sẽ vẫn đuổi theo ngài. Bàn tay Trần Ngọc nâng lên định vuốt ve đỉnh đầu của thiếu niên khựng lại, con người co rút. A à Cát quả nhiên biết chuyện con người trước kia của cậu. Trần Ngọc nhớ lại lời A à Cát nói lúc đẩy cậu ra khỏi thạch thất, còn đưa cho cậu một cái hộp. Sau đó cậu trong tầng mộ dưới đáy biển tìm được chiếc chìa khóa, mọi chuyện phát sinh bên cạnh cậu, tựa hồ đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Mối liên hệ này giống như một tấm lưới vô hình bùa vây lấy câu, có dãy rụa thế nào cũng không thoát ra được. Trần Ngọc đẩy A cắt ra, hai tay dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn, tức giận theo dõi hắn, cuối cùng khống chế tâm tình, khàn khàn hỏi, Ngươi nói gì ta không hiểu, ta có thể nhớ cái gì? Ngươi không sợ ta căn bản không phải người ngươi đang nghĩ sao? thấy Trần Ngọc rõ ràng đang khẩn trương, A à cắt ngẩn người một chút, sau đó ôn hòa nở nụ cười, nụ cười có chút không hợp với độ tuổi của thiếu niên. Hắn kiếm chân tiến tới bên tai Trần Ngọc dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói: Ta không hiểu tại sao ngài lại muốn phủ nhận thân phận cao quý tôn sùng kia. Bất quá, ta là người giữ cửa ngài lưu lại, ta đương nhiên có thể nhận thức chủ nhân của mình. Hơn nữa, gần đây ngài gặp phải những chuyện khác thường cũng càng ngày càng nhiều đi người bị liên lụy trong chuyện này đều không có đường lui nếu mọi người biết được thân phận của ngài e là càng thêm phiền toái mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu ngài tốt nhất nên sớm có chuẩn bị bất quá bất kể ngài lựa chọn cái gì ta cũng sẽ thủ vệ bên cạnh ngài a à, cát nói ra lời thề son sắt đồng thời đưa ra đề nghị trần ngọc cúi đầu sắc mặt tái nhợt qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi như vậy hãy nói với ta chút chuyện trước đây bao gồm cả cái thân phận đáng chết kia nữa a cát cười cười vừa định lên tiếng chợt lất tay che miệng trần ngọc lắng tai nghe ngóng trần ngọc không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nghi hoặc nhìn về phía a cát a cát ra hiệu ý bảo trần ngọc không lên tiếng sau đó nhỏ giọng bảo có người đến tìm ngài ta sẽ giải thích với ngài sau ta sẽ ở trong bóng tối bảo vệ ngài a cát nói xong xoay người nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài cùng lúc đó Phong Hàn đẩy cửa sắt, đằng đằng sát khi bước tới, khi trông thấy Trần Ngọc, vẻ mặt mới hòa hoãn xuống, trong mắt có cái gì đó tựa như lo lắng. Dưới ánh mắt như vậy, Trần Ngọc không khỏi thấy trột giả, kể từ khi biết được mình còn có một thân phận khác, loại trột giả này càng ngày càng nhiều. Đôi môi khô khốc, Trần Ngọc quyết định tiên phát chế nhân, ngươi chạy đi đâu vậy, cũng bởi vì tìm ngươi, ta thiếu chút nữa bị bắt cóc. Ngươi phải hiểu, sở dĩ ta gặp phải những chuyện này, đều là vì ngươi, ta đây hoàn toàn là người vô tội bị kéo vào cuộc. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trần Ngọc theo bản năng đem mình miêu tả đến cực kỳ vô tội, thậm chí còn bởi vì nhiệt tình mà bị liên lụy. Phong Hàn lãnh đạm nhìn quanh bốn phía, quay đầu nghiêm túc nói với Trần Ngọc, người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, người sẽ không sao cả. Sau đó giơ giơ máy quay phim trong tay, nói, mới nãy có người theo dõi chúng ta, ta đi xử lý một chút. Trần Ngọc Kinh nghi bất định nhận lấy camera màu đen, bên trong tất cả đều là hình ảnh của cậu và Phong Hàn, từ bên ngoài tiểu khu cậu ở cho đến tận dãy phố này. Trong tiểu khu lại không có gì, chân Sâm có vài chi nhánh ở chỗ đó, chắc là sợ đà thảo kinh xà đến Trần ra. Theo dõi bọn họ rốt cuộc là ai, có cùng một phe với đám Vương Miêu bắt cóc cậu hay không? Nghĩ đến Vương Miêu, Trần Ngọc chợt giật mình, cậu đột nhiên nhớ lại giọng nói thanh thúy động lòng người của Vương Miêu mà khi lê mã giả trang thành vương miêu bởi vì không thể bắt chước giọng nói cố ý dùng giọng khàn khàn nói chuyện nói cách khác đây mới là vương miêu thực sự nếu vậy cô ta hiện tại đang ở cùng với những thôn dân dẫn đường kia những người đó có thân phận gì còn nữa đều do những người đó mà trần ngọc mới dây dưa với phong hàn vương miêu tại sao giúp bọn họ khi trần ngọc nghĩ đến nát óc phong hàn đã lôi cậu đi ra ngoài báo con đang dùng móng vuốt liều mạng đập lên cửa kính xe, nhắc nhở ra trường phải chịu trách nhiệm với việc vứt trẻ em một mình trên xe. Mở cửa xe, Trần Ngọc tạm thời đem những suy nghĩ chưa được rõ ràng đặt sang một bên, vỗ vỗ báo con đang phẫn nộ, quyết định trước mang nó đi thông khí cái đã. Vì vậy, giống như tất cả những người mang chó đi dạo, Trần Ngọc cùng Phong Hàn ngồi trên ghế dài trong công viên, công viên này có chỗ vui chơi dành riêng cho sủng vật chó mèo các loại phong hàn hỏi đang nghĩ gì vậy về đồ cổ phong hàn đương nhiên biết trần ngọc đến tiểu sao 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 để làm gì vì vậy đơn giản cùng trần ngọc nói về đặc trưng niên đại thậm chí cả lịch sử của đồ cổ thần sắc hắn nhàn nhã chậm rãi mà nói trần ngọc cực rằng nếu như hắn mặc âu phục đóng giả một người học rộng tài cao hẳn không thành vấn đề tuy vậy người đi ngang qua vẫn nhìn chằm chằm phong hàn không ít gia trưởng đang nói chuyện phiếm báo con kêu hùng khí phách hiên ngang sông về phía bầy mèo trần ngọc hoài nghi nó định giả trang thành một con mèo rừng nhưng vô luận đi đến đâu mèo nuôi trong nhà hay mèo hoang trông thấy nó đều lập tức sợ hãi mà tránh xa chỉ có một con mèo mới ra đời chưa lâu chạy không kịp mà mẹ nó lại đúng lúc không có ở đấy bị báo con đạp dưới chân mèo con đáng thương dẫy rùa kêu la vẫn như cũ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma buổi trưa báo con ăn rất no không hề phung phí lương thực. Hiện tại hương vấn vây quanh mèo nhỏ đùa giỡn, thỉnh thoảng dùng móng vuốt chiêu chọc nó mấy cái. Mèo con cuối cùng phát hiện kêu thảm thiết không ích gì, mà cái tên béo trước mắt này tựa hồ thật muốn ăn tươi nó, liền bất đắc dĩ đóng vai con chuột trong trò chơi mèo vờn chuột này. Đám chó thì hai mắt phát sáng, sủa ầm lên, chủ nhân của bọn chúng mặc xanh kỳ diệu nhìn bảo bối nhà mình. Đợi đến khi trông thấy lũ mèo rượm lông, thậm chí có con còn vượt qua ranh giới giữa chó và mèo liền hiểu ra chó mèo cắn nhau là chuyện bình thường báo con ở trong bồn hoa đấu đá lung tung một thời gian ngắn sau khi xác lập xong địa bàn bổ nhiệm người hầu của mình cũng chính là mèo con không kịp chạy trốn liền hài lòng nhanh chóng chạy về phía hai vị gia trường từ dưới chân trần ngọc cố gắng leo lên đùi cậu thoải mái mà nằm tận lực đem thân mình truyền tới nơi mà phong hàn nhìn không thấy sau đó dùng đầu lưỡi lòng bàn chân dưới ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ ngủ mất hai vị gia trưởng khó có được tán gẫu thật cao hứng rốt cuộc một giờ sau trần ngọc khát nước phong hàn cũng ý bảo hắn muốn uống nước trái cây trần ngọc ý do vị tận ôm lấy báo con đang ngửa bụng lên trời hai người tìm một nhà hàng có thể mang sủng vật vào giải quyết vấn đề cơm tối mấy ngày kế tiếp cuộc sống bình thản nhàn nhã khiến cho trần ngọc thở dài cậu cảm thấy cứ như vậy cũng tốt vì thế sáng sớm hôm nay một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn, trước ngực báo con buộc khăn ăn, gặm xương trong cái bát nhỏ của mình, khi Phong Hàn cũng đang dùng cơm, Trần Ngọc đột nhiên hỏi, Phong Hàn, ta là nói nếu như chuyện của ngươi đều xong xuôi, có dự định gì? Phong Hàn nhìn cậu một cái, đặt cái bát trong tay xuống, rời đi. Trần Ngọc trong tâm lục bộp, bất động thanh sắc tùy ý hỏi, đi đâu? Người nhà ngươi ở chỗ nào? Thế tức là, đến lúc đó giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Phong Hàn nhíu mi, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Ngọc, khi Trần Ngọc không khống chế được muốn chạy trốn cảm giác áp bách mãnh liệt đó, Phong Hàn đột ngột tóm lấy cánh tay của cậu, tuyệt đối không thể nào, người nên hiểu rõ thân phận của mình, chúng ta phải luôn bên nhau, hơn nữa, ta nhất định không cho phép có bất cứ thay đổi gì. Biết ngay là thế mà, kháo a, à. cái suy nghĩ ngu ngốc này của Phong Hàn, hắn rốt cuộc phân không rõ, là tế phẩm hay tình nhân đều không quan trọng, hoặc nếu có tình nhân thật tế phẩm là cậu đây sẽ bị quảng sang một bên. Trần Ngọc oán hận giật tay mình ra, tràn đầy châm chọc nói, được rồi, ta không định vùng lên đấu tranh chống áp bức. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới một ngày kia ngươi kết hôn, hoặc là ta sẽ kết hôn hay không? Sau đó hai chúng ta lại tiếp tục vui vẻ sống với nhau cộng thêm lão bà và hài tử. Ta chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, phong hàn đáp, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể ngẫm lại. Trần Ngọc quyết định bây giờ phải mau chóng giải quyết vấn đề tình cảm phiền phức này của cậu. Được rồi, ta không cho là có người thích hợp kết hôn với ta, sống cùng ta. Ân, ta sẽ không kết hôn." Phong Hàn lên tiếng, cuối cùng còn không quên hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ hai chúng ta còn chưa đủ sao?" Nhìn đôi mắt vô cùng chân thành lại vô tội của Phong Hàn, Trần Ngọc liền cứng họng, cậu quyết định kết thúc cuộc thảo luận ngu xuẩn này. Như vậy, chuyển sang bước hai kế hoạch câu dẫn nhưng kế hoạch tiếp theo này cơ hồ không cần cậu cố gắng cái gì, vô luận là cơm cậu làm hay là thân thể của cậu, sự hứng thú của Phong Hàn đều lớn đến mức làm cậu phiền não. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào việc người nọ mỗi ngày đều ở trên giường của mình liền có thể chứng minh hết thảy vấn đề, đương nhiên sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện thêm báo con nằm bên cạnh là ngoài ý muốn. Trên bàn ăn báo con dùng giọng mũi ngao một tiếng, mang theo nghi hoặc, không hiểu tại sao hai vị gia trưởng đang ăn cơm cũng có thể tranh chấp. Được rồi, đừng dậy hư tiểu hài tử. Trần Ngọc chịu khó xoay người đến phòng bếp sửa bát. Thời gian đi tàn bộ tuyệt vời ngày hôm nay bị một cú điện thoại cắt đứt. Trần Sâm bảo Trần Ngọc qua nhà một chuyến, nói thần công tập có tiến triển. Bởi vì hai kẻ còn lại nhất trí quyết định đi cùng Trần Ngọc, vì vậy một nhà ba người đến Trần gia. Trần Sâm trông thấy Phong Hàn, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, không nói gì, mang hai người vào một gian phòng để rất nhiều công cụ. Trần Sâm lấy ra một tờ giấy nói, đây là bản đồ thiết kế của Thanh Long Hoàn, người cũng đã nhận ra, muốn mở được Thanh Long Hoàn phải có chìa khóa, hiện tại ta tìm được phương pháp khiến Thanh Long Hoàn tạm ngưng. Như vậy cho dù ngươi mang nó cả đời, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Do dự một chút, Trần Sâm lại tiếp, bất quá, nếu như gặp phải người hiểu rõ cơ chế của nó, vẫn có thể khởi động lại. Cho nên, ngươi về sau đàng hoàng tử tế cho ta, chớ chạy loạn khắp nơi gây họa nói xong câu cuối trần sâm theo thói quen bắt đầu giáo huấn trần ngọc liếc mắt nhìn phong hàn diện vô biểu tình trên ghế sa lông ngoan ngoãn gật đầu trần sâm vì để tập trung lực chú ý cũng sợ trần ngọc lộn xộn nên bảo cậu nằm yên ở chính giữa trên một khối thạch đài đại khái hơn nửa canh giờ trôi qua rốt cuộc mới được đứng dậy đã xong không biết có phải vì mất kiên nhẫn hay không trần ngọc cảm thấy vẻ mặt phong hàn có chút lạnh lùng cậu quay đầu xin chỉ thị cha không còn việc gì con đi về trước đợi đã trần sâm cản lại nói hai ngày nữa mẹ ngươi sẽ về ngươi cứ ở đây dù sao ngươi suốt ngày ở bên ngoài cũng không có việc gì làm nếu như có sinh ý cứ nói với thẩm tuyên trần ngọc đứng khượng lại tay vô ý thức nắm thành quyền ngày đó nghe lén cuộc đối thoại giữa trần sâm và hàn hiểu thần mẫu thân cậu ngay từ lúc cậu chào đời đã qua đời mẫu thân hiện tại rốt cuộc là ai? Nghĩ đến vị mẫu thân cử chỉ ôn nhu kia, trong lòng Trần Ngọc lại cảm thấy khó chịu không được tự nhiên. Trần Ngọc cùng Phong Hàn đành phải ở lại Trần Gia, Trần Sâm ngày thứ hai liền rời khỏi nhà, bởi vì một cuộc tụ họp của giới đảo xa mà hắn phải tham gia. Mọi chuyện của Trần Gia đều giao cho thẩm tuyên, nhị đệ tử Triệu Ly cũng ở đây, về phần Hàn Hiểu Thần, sau khi mặc danh kỳ diệu bỏ đi, không biết Trần Sâm giải thích thế nào, Trần Gia tựa như chưa từng có người này căn bản không có ai hỏi thăm. Trần Ngọc dần dần phát hiện một việc khác, cậu tựa hồ càng ngày càng mất tự do. Mấy ngày hôm trước cậu còn mang báo con ra ngoài tàn bộ, sau đó thẩm tuyên không để cho cậu luyện tập bắn súng, thì cũng an bài cho cậu đủ mọi việc, tóm lại, chỉ cần cậu có ý định ra ngoài, thẩm tuyên liền tìm cách ngăn cản. Mà hôm nay sau khi Phong Hàn nhận được một cú điện thoại, thông báo buổi tối sẽ trở lại, rồi mất hút. Trần Ngọc hít mắt suy nghĩ hồi lâu, quyết định cũng ra ngoài đi dạo. Trần Ngọc ở tầng 3, cậu né tránh mọi người, rón ra rón ren đi về phía hành lang cuối lầu 2. Khi cậu đi qua thư phòng ở tầng 2, bên trong truyền ra giọng nói. "Đây là thư phòng của Thẩm Tuyên, trừ Trần Sâm, Trần Ngọc đối với Thẩm Tuyên cũng tương đối cố kỵ." Trần Ngọc lập tức nín thở, chuẩn bị lặng lẽ bước qua. Lúc này, giọng nói bên trong không thể tránh khỏi lọt vào lỗ tai của cậu. "Trầm ca," Người nói tại sao sư phó không cho A Ngọc ra ngoài. Đây là thanh âm của Triệu Ly. Sư phó nhất định là có đạo lý của mình, còn có sự kiện kia tuyệt đối không thể nói cho A Ngọc. Thẩm tuyên chấn tĩnh đáp. Ta cảm thấy nhất định đã xảy ra việc lớn, những môn phái đảo xa đã thật lâu không tụ hội, cố tình lại tụ tập vào lúc này. Cũng không biết sư phó giam A Ngọc như thế nào. Trần Ngọc trong đầu ông một tiếng, phụ thân biết. Không, không, phụ thân đã sớm biết thế nhưng bây giờ đem cậu giam lại là có ý gì hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe